các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Sống lại làm ái thê nhà tướng Của tác giả Mặt Ngư Tử Phần 9 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Tiếu Dương không lên tiếng dùng cây sáo thổi to trả lời nàng chọc cho uyển như cười khanh khách không ngừng hăng say vây quanh người yêu hoang hô nhảy múa ngày trước nàng lúc đánh đàn trượng phu chưa từng dùng nhạc khí phụ họa chỉ nói mình không có sở trường âm luật hôm nay nhìn rõ ràng rất khá hắn chỉ không thích văn khúc tầm thường chứ gì nhìn thổi sáo động lòng người cỡ nào tựa như trăm con chim hót vang trên bầu trời đổi lại hoàn cảnh nàng không ngờ lần nữa thấy được một mặt khác quá khứ của trượng phu hắn không hề chỉ là một tướng quân kiêu dũng thiện chiến nữa còn là một người thích uống rượu biết nhảy múa, biết thổi nhạc khí của lộ lộc. Khi hai người ở giữa sân không coi ai ra gì mặt đối mặt xoay tròn, nhảy múa người ngoài xem cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, đám người trịnh cung lượng kinh ngạc về Tiếu Dương vì lần nhiệm vụ điên cùng này, thậm chí nhạc khí của người lộ lộc cũng chịu đi học. Theo bọn họ nghĩ bao gồm tư mạc hay trong dân bản địa thì với vị quan quân trẻ tuổi ôm lấy ý tốt cực lớn đường xa mà đến này, từ đầu đến cuối Tiếu Dương thẳng thắn thân thiết giống như là huynh đệ của bọn họ, hoàn toàn không giống những người hán gian trá kia. Nếu không phải bởi vì sắc trời dần tàn, đám người tiếu dương còn phải thừa dịp có sắc trời qua sông, thậm chí tư mạc còn muốn giữ bọn họ lại buổi tối tiếp tục cùng ăn thịt, uống rượu. Lúc gần đi, thủ lĩnh lộ lộc hào phóng đại khí tặng bọn họ hạt giống kiều mạch cần thiết cùng gà con, việc con làm lễ ra mắt, tiếu dương đồng ý ngày mai phái người đo lường xây cầu, lại đưa rượu ngon tới đây. Một ngày này, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, có uyển như làm bạn và giúp đỡ. Tiếu Tam Lan dò hỏi trưởng thôn lấy được phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Thật là thuận lợi có chút khó có thể tin đấy. Trở về trạm dịch thì Uyển Như nhìn trên con ngựa đỏ thẩm mang theo hai giỏ da cầm một túi hạt giống kiều mạch lớn, không khỏi cảm khái liên tiếp. Thời điểm ăn cơm trưa rõ ràng không nghe thấy trưởng phu nói chuyện mượn đồ, không ngờ nàng cũng chỉ đi nhảy hai bài, tất cả mọi chuyện cũng đã xong rồi. Nhờ có ta chọn thời cơ tốt. Tiếu dương 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 hả hê mèo khen mèo dài đuôi, người đang mừng lễ là lúc mềm lòng nhất, hào phóng nhất, còn có hợp ý, người lộ lộc thích trụ lại hay ca múa, hai bút cùng vẽ lo gì không đánh động được lòng người. Những người khác có lẽ cũng biết, chỉ là kinh thường đi làm thôi. Nói xong, hắn không khỏi nhìn chầm chầm viễn như một cái. Nhờ có một ít trí nhớ hắn rất dễ dàng tiếp nhận tất cả của lộ lộc, nhưng Nguyễn Như cũng nguyện ý để xuống dáng vẽ nữ thế gia ở trên sân cỏ giữa rừng núi cùng nhảy múa với cô nương dị tộc, nguyện ý thảo luận nghiên cứu tài nghệ theo thùa với người rõ ràng không phải cùng một đường, một ngày này, thật ra thì cũng làm cho hắn phải lau mắt mà nhìn thê tử. Nàng nhảy múa thật đẹp mắt, chỉ là... Chờ vào phòng, Tiếu Dương đột nhiên như ác lan vồ mồi, hung hăng ôm eo uyển như thở dài nói, chỉ là ta ghen tị. Rất muốn cả đời này nàng chỉ vây quanh một mình ta, chỉ nhảy múa cho một mình ta. Vậy thiếp lui về phía sau không đi chỗ đó không phải tốt rồi sao? uyển như cũng cười một tiếng, nhảy múa đúng là có chút trái với lệ thường, nếu hắn không muốn vậy không đi là được. Không, phu nhân vẫn phải kéo dài phát triển ngoại giao, không phải nàng đồng ý muốn dạy họ theo thù sao. Tiếu Dương chịu đựng ghen tị, khuyên mình không thể vì riêng tư của bản thân cũng không quan tâm đến thê tử, nàng phải làm là vui vẻ đi lại xung quanh. Theo thù của các nàng cũng rất tốt. Viễn như cười cười, nàng lại không đồng ý với cách nói của Tiếu Dương, theo ý nàng thật sự không phải bản thân, hạ mình, tới trao đổi, chàng xem họ theo lúc đỏ lúc xanh lá dũng cảm phối màu, ngày trước là từ trước đến giờ thiếp không dám làm như vậy, cũng không học qua, nhưng hôm nay vừa nhìn lại cảm thấy vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Ai nói người sống trên núi thì nhất định cái gì cũng không hiểu. Thật ra thì không tính là vậy, cũng chỉ là lấy thừa bù thiếu mà thôi. Chỉ tiếc, không thể dùng kỹ thuật theo thùa đổi chút gì. Nhưng rõ ràng của nàng càng tinh xảo hơn. Khi nói chuyện, Tam Lan đã cởi áo ngoài của thê tử, ngón tay dần dần dời đi lên đến phần áo lót màu xanh dương, ngón cái phất nhẹ vào trên chỗ theo uyên ương trên lụa mỏng, lẩm bẩm, nhìn hai con vịt nhỏ này, rất linh hoạt, rất tinh tế tỉ mỉ, không cọ sát vào da chứ. Hắn cười làm bộ, vuốt lông, cho uyên ương, ngón tay cũng không đàng hoàng dần dần di chuyển, cực nhã cách vải vóc đặt ngay ở trên tuyết phong của thê tử. Ngay cả tường mỏng lại có hàng xóm, trải qua điệu múa động tình ban ngày hai phu thê vẫn không nhịn được nhẹ tiếng đánh nhau kịch liệt một lần, rồi sau đó tất nhiên ngủ ngon cả đêm trời hửng sáng tiếu dương luyện công buổi sáng trở về theo như lệ thường lại nhẹ nhàng vì uyển như khoác áo trang điểm thuận tiện quan sát áo hoa mỹ của nàng không khỏi cảm khái dùng muối ăn đổi đồ vật mới thật sự là mua bán không vốn phải vóc tinh xảo như vậy bọn họ cũng không có bản lãnh tạo ra hàng dệt nhuồn màu y phục này quá quý ta thật sự không bỏ được thân là nam nhân có lẽ tư mặt lộ lộc cũng không thèm để ý phục sức bổn tộc có tinh mỹ hơn hay không ăn mặc ở đi, thật ra thì chỉ có tăng mới là quan trọng nhất. Tiếu Dương nói xong thì cười một tiếng. Muối của bọn họ quả thật không tốt lắm, ăn hình như cảm giác có hạt cát. Viễn Như rất đồng ý gật đầu một cái. Trong ăn uống phải có muối, vật này mới là vật phẩm có lực hấp dẫn nhất với thủ lĩnh lộ lộc. Cho nên nếu chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu làm được muối tinh, vậy coi như buôn bán lời. Lúc ở tiệc mời ăn thịt Tiếu Dương đã chú ý tới người lộ lộc nấu nướng chính là dùng muối mỏ màu đen còn có tạp chất, lúc ăn dư vị còn hơi đắng, phải làm là tróc từ trên mỏm núi đá xuống chế biến, tất nhiên kém miệng hơn muối biển và muối hồ. Chỉ là, trước đó là triều đình lũng đoạn kinh doanh, thành phẩm muối cần do quan phủ định giá thu mua, buôn bán. Đất lộ lộc này không có khả năng thu được muối dẫn người tiến hành mua bán, chỉ một thuộc đạo như rảnh trời đã khó khăn nguy hiểm, hơn nữa, dân phong nơi đây hung hãn chiến sự rất nhiều. Thương nhân muốn kiếm tiền cũng phải suy nghĩ trước xem mình còn mạng để tới không đã vậy mà địa phương tàu xe bất tiện khó có thể buông muối ăn cũng không phải nói sẽ không có muối để ăn muối mỏ sần sùi là tự nhiên ban tặng trừ lần đó ra còn có thể kết hợp nhân lực lấy được hầm muối trước khi nhậm chức tiếu dương đã phải tự cấp tự túc giống như ở biên giới tây bắc triều đình chỉ đạo số hạn ngạch quân lương còn lại ăn mặc chi tiêu chính bọn hắn nghĩ biện pháp có sản xuất dư thừa không cần giao thuế chết đói cũng đừng oán triều đình vấn đề muối lúc trước khi lên đường hắn đã suy nghĩ qua mang là chắc chắn phải mang, nhưng chuyến này hơn 3.000 dặm cũng không thể mang theo số lượng đủ ăn cho hơn 1.000 người trong 3 năm rưỡi được. Huống gì, ở địa khu Tây Nam Di trừ bối tiền ra muối cũng thuộc về vật ngang giá lưu thông thay thế tiền đồng. Khi bọn hắn mới đến không có bối tiền có thể dùng thì còn phải dựa vào muối để đổi lấy các đồ. Như vậy có thể thấy được, bản thân phải sản xuất theo trong sách ghi lại, giữa hai địa thế cao điền, thuộc có mạch muối tích trong đất, có rất nhiều địa phương đến gần con sông cũng có thể đục giếng lấy muối, mà ở trong trí nhớ của Tiếu Dương, địa khu Mông Châu đúng là có hầm muối mỏ nổi danh. Vì vậy, sau khi tham gia cuộc so tài y tiết, Tiếu Dương lập tức sai người mở giếng nước đồng thời chọn vị trí thích hợp, bắt đầu đào độ sâu ở 10 trường trở lên, miệng mỏ muối không hơn nửa tấc. Thợ uyển như mang tới lại có công dụng lớn, khi bọn hắn, binh sĩ có lực dưới sự chỉ đạo thay phiên cả đêm đục giếng, thật may vận số cực tốt, trong thời gian một tháng, trong mỏ muối tràn ra nước sáng sớm ngày hôm đó tiếu dương tự mình dùng bánh xe từ trong giếng sâu lấy thùng nước thứ nhất đổ hết trong nồi bắt đầu nấu lên mọi người đều vây ở một bên khẩn trương mong đợi nước này có thể kết muối có thể vì cuộc sống của bọn họ mà khai sáng trong quá trình đợi viễn như lẳng lặng ngồi bên cạnh một cây đại thụ ở đỉnh núi mắt nhìn xuống dưới chân từng tầng một ruộng bậc thang được khai khẩn nhìn mầm non màu xanh của cây lương thực lại nhìn ra cách đó không xa khói mù tràn ngập vách núi cùng dần dần ửng hồng dưới ánh nắng sớm nàng chợt đi tới bên cạnh Tiếu Dương nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn một cái, ngửa đầu cười ngọt ngào. Dù lần này không kết muối cũng không sao, chỉ cần có nhiệt tình chắc chắn sẽ có tương lai rực rỡ, cuộc sống điền viên như vậy, hình như rất tươi đẹp, điềm tĩnh mà tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. Lúc mọi người nín thở lặng lặng chờ đợi kết muối thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi phá vỡ bình tĩnh của sáng sớm. Mọi người giơ tay lên nhìn xa một chút, hình như là chỗ nhà gỗ ôn thất lang mới vừa dọn tới ở xuất hiện chuyện lúc này mới ở một đêm thôi mà không thể nào nhanh như vậy đã xảy ra án mạng chứ tiếu dương nhìn nồi nước đang nấu hình như còn chưa có chút ý gì sẽ kết muối thì đứng lên nói ta đi xem một chút khi nói chuyện mày hắn nhíu lại đến có thể kẹp chết con kiến không biết ôn tử thần kia lại đang làm cái gì quá phiền toái không muốn ở nhà gỗ đơn sơ tại trạm dịch để cho gã đi phủ thứ sử lại không thích ngày hôm trước đến xem phòng ôm Thất Lan bắt bẻ từ đầu đến đuôi, nếu ghét bỏ thì đừng tới, gã vẫn cứ tới. Biết rõ thời gian này quá gấp đoá một phòng còn chưa xây dựng xong không đủ mọi người ở, ông tử thần lại sống chết đổ thừa muốn đi cùng phu thê trịnh cung lượng tới đây, hôm qua mới hào hứng dọn nhà, không biết thế nào hôm nay lại bắt đầu kêu thảm thiết, đây không phải là càng trở dày vò sao. Thiếp cũng đi, giống như nghe có giọng nữ tử. Viễn như khẽ nâng làng váy đi theo bên người tiếu dương nàng cảm giác liễu y y này kỳ quái luôn xảy ra chuyện, nói không chừng là nàng ta có vấn đề gì, trượng phu cũng không tiện nhúng tay xử lý, phải có nữ nhân mới thuận tiện. Trong núi trừ khu nhà gỗ này ra, quân sĩ thì ở bên ngoài, 12 người một gian, ngủ chung giường, đám người tiếu dương vì lý do an toàn ở vị trí trung tâm, lấy hàng rào phân chia ra trong ngoài viện, đám nô tỳ là ở phía sau cùng. Tất cả sàn nhà nhà gỗ đều là gác trên cao, dùng để tránh trong núi rừng ẩm ướt quá nặng xâm nhập thân thể con người, ra vào cũng cần đổi giày phòng ngừa bùn đất đi vào trong nhà cho nên mái hiên rất rộng ngoài phòng còn có một hành lang có thể để đổi giày hóng mát quyển như và tiếu dương tới nơi mới vừa đi tới gần bên cạnh hàng rào nhà gỗ ôm thất lang đã nhìn thấy gã để trần nửa thân trên lăn một vòng từ trong phòng ra chỉ mặc tiết khố khoác một cái áo khoác đứng ở hành lang vẻ mặt kinh hoàng nhìn thấy gã y phục xốc xếp tuyển như vội vàng nghiêng người tránh đi mặc dù quân sĩ làm việc tay chân thì có cởi áo trên để trống tay làm việc núi hoang này không có địa phương xây tường cao vây nội viện của biển như và triệu thụy liên lại trong ngày thường đều nhìn thành quen nhưng nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng mặt tiết khố lụa mỏng gần như trong suốt còn vật đang nửa dựng lên kia chạy ra như ôm tử thần có chuyện gì vội vàng hấp tấp như thế tiếu dương cũng vội vàng dịch một bước sang bên cạnh thứ nhất giúp biển như ngăn chặn thứ hai lúc trước hắn đứng đối diện cửa chính nhà ôm thất lang mặc dù bên trong có bình phong cản trở thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn thấy trên đất có y phục nữ tử cũng cần kiên dè. Có con rết. Nơi này lại có con rết. Ông tử thần dơ chân chỉ vào bên trong nhà kêu lên, sắc mặt trắng bệt giọng điệu phát run, thậm chí còn bày ra bộ dạng muốn tiếu dương vọc vào giúp cả diệt côn trùng. Đệ, không ngờ đệ sợ côn trùng. Tiếu dương không khỏi bật cười, trừng khu Tây Nam không phải là địa giới nhiều độc trùng nhất sao, dọc theo con đường này không nhìn thấy gã nổi đóa chắc hẳn vẫn nhìn rất vất vả nhỉ. Xem ra ôn thất lang này bị dọa đến mơ hồ, cơ thiếp còn ở trong phòng ngủ, làm sao có thể để ngoại nam tự tiện xông vào. Lúc trước Tiếu Dương nhìn thấy có tỳ nữ đi vào giờ phút này cũng không nói gì nhiều, chờ đợi một lát sau, chỉ thấy bầu ngực già dùng cái chổi quét con rết ra ngoài. Con rết màu nâu nhạt nhanh chóng chạy trốn, đột nhiên tiến tới bên chân Nguyễn Như, Tiếu Dương lường một cái đang muốn đi lên hai bước che chở thê tử, lại thấy nàng nhẹ nhàng nâng đáy giày lên, vẻ mặt bình tĩnh đạp xuống cái, bẹp, côn trùng sống lập tức nằm ngay đơ đây không phải là con rết chỉ là du diên thôi, mặc dù đều nhiều chân, nhưng chân của nó dài hơn thân thể mềm hơn, độc tính cũng không mạnh. Nguyễn Như cuối thấp đầu vừa nói vừa dời đáy giày, trên đất đã có vật thể không rõ đầy máu để ôn thất lang chính mắt thấy cái gì gọi là thân thể mềm hơn. Xin giải thích, du diên là một loài rết thường có màu xám vàng với 15 cặp chân. Ban đầu là loài bản địa vùng địa Trung Hải, loài này đã lan ra nhiều nơi khác trên thế giới nơi nó sống trong nhà ở của con người, nó là loài ăn côn trùng. Ông tử thần nôn khang một tiếng, bản thân chỉnh áo nhanh chóng đi vào bên trong nhà. Thấy gã đi lúc này biển như mới ngẩng đầu lên, đúng lúc chống lại gương mặt cười như không cười của trượng phu, nàng nhất thời cũng bách, nắm ngón tay dịch hai bước đồng thời chân phải còn có chút không được tự nhiên cọ sát trên đất. Nhớ ngày đó cố ý bị trương thị nuôi đến không có quy củ, nàng cũng từng đi theo sau lưng huynh trưởng chạy tán loạn khắp nơi, bắt bương bướm, đập con thiêu thân, đạp con kiến thậm chí leo cây hái trái cây đập người là đứa bé phá hoại hoạt bát sau đó rốt cuộc đã có kinh nghiệm hiểu được nữ nhân cần giả trang nhu nhược thật vất vả luyện được đến trong xương cũng lộ ra hơi thở yêu kiều lại gả đến tướng môn đi theo tiếu dương phi ngựa huấn luyện bắn tên chuyến này lại vượt núi băng đèo ở trong rừng hoang giả dài mấy tháng so với biển như sống lại ngày đầu cho đến ngày nay có loại cảm giác chân chính thay da đổi thịt không cẩn thận để lộ ra nguyên hình hoàn toàn quên các nam nhân có lẽ có thể tiếp nhận một nữ nhân có thể bắn tên vào sói cứu phu cũng không nhất định nguyện ý nhìn nàng mặt không đổi sắc đạp côn trùng còn dẫm đến rất vui, không có một chút mềm mại nhiệt tình còn gọi là nữ nhân sao. Thật là quá thất sách rồi, đây chính là điển hình hả hê quên hình tượng. Giờ phút này kêu lên một tiếng nói ca dương, thiếp rất sợ, không biết có kịp hay không. Quyển như đang yên lặng rơi lệ thì tiếu dương lại đưa ngón rõ ra nhẹ nhàng gõ lên ót nàng, con này được gọi là tiễn xuyến tử, đạp nó sẽ gặp rủi ro. Hả? Không thể nào nhất định là lời nói vô căn cứ. Tuyển như tham tiền cự tuyệt tin tưởng truyền thuyết này, cầu xin thần Phật hy vọng có thể thuận lợi ra muối kiếm tiền, lại không phát hiện ở trong lúc lơ đảng đã bị tiếu dương lừa gạt chuyển sang vấn đề khác. Hai phu thê đang nói chuyện, ông thất lan sửa sang áo xong mang vẻ mặt lúng túng đi từ từ ra ngoài, hỏi, trong đại phu có nữ tử không? Không có. Tiếu dương gọn gàng linh hoạt lắc đầu, thế đạo này coi như nếp sống phóng khoáng như thế nào đi nữa cũng không thấy được mấy nữ tử hành y, cho dù là có cũng không có người nguyện ý đi theo đến địa khu Tây Nam. Viễn Như cũng mang theo mấy vú già hiểu chút y thuật, thậm chí ngay cả bà đỡ đẻ cũng chuẩn bị sẵn, nàng suy đoán là thân thể liễu y y có gì đó khó chịu, hoàn toàn có thể cách rèm cửa bắt mạch, không chút nào có ý chủ động cống hiến nô tỳ đắc lực nhà mình. Chờ tìm người gọi đại phu lại trải qua hỏi nô tỳ, mọi người mới biết vì sao ôn thất lang lúng túng đỏ mặt lên. Thì ra là lúc sáng sớm gã đứng dậy cầm y phục vũ ra một tiễn xuyến tử, sau đó sợ hãi kêu tay rung lên hất con côn trùng nhỏ kia rơi trên ngực liễu y y, đúng lúc ấy nàng ta đang lỏa thể trên giường bày ra tư thế hấp dẫn, con côn trùng bị hất lên thuận thế khẽ cắn. Tiễn xuyến tử có độc, bị nó ghim sẽ sưng đỏ thậm chí còn mọc mụn nước, đấng mày râu bị cắn trên đùi đều sẽ cảm giác đau đớn vô cùng, hơn nữa liễu y y trúng chiêu còn là ngực nơi mềm nhất, đây cũng là nguyên do vì sao mọi người nghe được nam nữ đồng thời kêu lên. May mắn không phải con rết, bị độc trùng tầm thường này cắn không tính là nghiêm trọng uống thuốc cùng với bôi bên ngoài sẽ khỏi đại phu trung niên nói xong thì cáo lui vốn là thường dùng thuốc uống thuốc tự có học đồ đi nấu thuốc bôi thì làm xong sẽ cho người ta đưa tới một bình hai người này thật đúng là tuyệt phối viễn như nhìn ôm thất lang vội đi sức thuốc cho ái thiếp không nhịn được bưng miệng cười rất không thuộc nữ hả hê cho hắn thảo dược phòng mũi lại không muốn dùng còn hung cái gì mà hương ca nan Muốn phong nhã cũng phải chọn địa điểm chứ. Tiếu Dương cũng biểu môi cười một tiếng, sau đó lại kéo tay Uyển Như cùng nhau đi hướng chân núi tới xưởng nhỏ đang nấu muối, không phải nói cái gì mà nồi nào úp vung nấy sao, bọn họ tuyệt phối, hai ta cũng vậy. Không đợi hai người bọn họ đi trở về, ở xưởng đột nhiên ồn ào một trận, không cần cẩn thận phân biệt cũng biết đó là tiếng hoan hô của mọi người. Thật sự được rồi. Uyển Như nghe quân sĩ bên kia hân hoan kích động cười to, không khỏi cũng vỗ tay vui vẻ thật tốt quá, có thể kiếm tiền rồi. Dùng muối mình nấu đổi bạc và dược liệu của bộ lạc lộ lộc, tinh luyện, bào chế sau đó phái người trở về Trung Nguyên buôn bán, mua bán không vốn hoàng mỹ bực này thật đúng là chuyện vui trên trời rất xuống. Nào có đơn giản như vậy, có thể nấu ra muối là bởi vì tìm đúng địa phương, nước chắc không thành vấn đề, trên thực tế, hầm muối cũng là phiền toái nhất trong tất cả phương pháp khai thác muối. Tiếu Dương không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cõi đời này làm sao có thể có chân chính mua bán không vốn cho dù là củi đốt không cần bỏ ra tiền nhân lực cũng coi là tiền vốn phiền toái thế sao không phải là múc nước chát ra ngoài nấu lên là có thể ra hạt muối sao lần này trực tiếp nung nấu chỉ vì xem thử rốt cuộc nước chát có đúng hay không như vậy ra muối cần rất nhiều củi đốt không chỉ có tốn thời gian hao tổn của cải này muối vẫn có trộn lẫn tạp chất vì cũng không khác biệt lớn với muối mỏ cũng hơi đắng nếu như thật sự muốn kiếm tiền còn phải tiêu chuẩn hóa sản xuất Tiếu Dương giải thích đơn giản với thê tử sau đó đi đến bên mỏ muối. Thợ phụ tá bắt đầu ra lệnh, ra lệnh cho binh sĩ thủ hạ ở bên ngoài huấn luyện thay phiên làm việc tay chân. Đầu tiên là đào cái giếng sâu dùng xe trâu kéo bánh xe ống trúc lên xuống, dễ dàng cho ra nhiều nước chát trong thời gian dài hơn, rồi sau đó sửa sang lại ra sân phơi nắng. Sau này trước khi chế biến dùng rơm rạ hút lấy nước muối rồi dựa vào nhiệt độ mặt trời cho bốc hơi nước dư thừa. Quan trọng nhất là, Tiếu Dương để thợ hao phí thời gian một tuần nghiên cứu ra một loại công nghệ đề tương, đây vốn là bí mật không truyền của xưởng chế muối, viễn như mang theo người cũng không phải là toàn năng không rõ lắm cửa phân đoạn này, thế nhưng hắn lại nói mình từng thấy qua quá trình thao tác chỉ là không biết dùng tỷ lệ tài liệu mà thôi. Cho nên, ở dưới sự chỉ điểm của Tiếu Dương, khi nấu nước chắc sôi sùng sục xuất hiện một ít muối và tạp chất lơ lửng thì đám thợ không còn là người nhân công chỉ dùng sức vớt tạp chất trôi lơ lửng vứt sạch, mà là trải qua nhiều phen nếm thử sau đó theo như tỷ lệ đậu nành, đậu nành hạ nồi hút lấy tạp chất. Tất cả mọi người không rõ thứ bị đậu nành hút đi là cái gì, nhưng sau đề tương thì nước chát rõ ràng trở nên trong suốt hơn, khi nấu ra hạt muối, vớt ra đựng trong nồi lại dùng nước đề tương nồng loại trừ tạp chất, lúc này mới xuất hiện muối ăn trắng chân chính dùng trong mua bán giá cao. Một loạt quá trình này tương đối thần kỳ tựa như ảo thuật, mà nước chát nồng còn lại trong chế muối được dùng để chế ra thức ăn ngon làm đậu nành cộng nước để thành tương có thể dùng để chế muối lọc ra bã đậu có thể thêm bột kiều mạch làm bánh tráng sữa đậu nành cũng có thể trực tiếp uống sữa đậu nành sau khi đun sôi trong lúc chế muối nếu còn dư lại là được ngưng kết thành đậu phụ trắng loãng trơn mềm vào miệng tan ra còn mang theo vị mặn hơn nửa vừng màu đen hành lá màu xanh cắt nhỏ hòa lẫn cùng với nước sốt đặc biệt ngon miệng vì tiết kiệm được lương thực chuyên chú sản xuất khi ăn đậu phụ cũng không chế luyện quá nhiều ngày hôm trước Tiếu Dương mới vừa nghiêm nghị ngăn ôn thất Lan lại muốn yêu cầu dùng của công cho việc tư, thỏa mãn ham mê ăn uống, rồi sau đó bản thân lại lặng lẽ cho người ta một lon tàu phớ dùng hộp đựng trở về nhà giống như hiến vật quý cho uyển như uống. Nhanh ăn, bị ôn tiểu thất nhìn thấy hắn sẽ dậm chân. Tiếu Dương vừa thúc giục uyển như, bản thân cũng nhanh chóng ăn, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Thiệt là, ăn chén đồ cũng làm như trộn, cũng không phải là đồ gì không được, những vật này chất đầy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cần gì ở nơi này giấu giếm chọc người ngại. Sau khi Uyển Như nói xong cũng nâng muốn ăn một miếng, đồng thời còn cười nhẹ đập trượng phu hai quyền. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, có lẽ là bởi vì Liễu Y y bị thương nơi bất nhã gần đây xấu hổ không có ra cửa, doanh trại thiếu người làm ầm ĩ ngược lại không có ý gì, mà phu quân mình thì đặc biệt đi xem biểu đệ hắn quốc tức hoặc vẻ mặt kìm nén, dùng để chọc cười. Kẻ trộm cũng có niềm vui của kẻ trộm, ha ha. Tiếu Dương hắn giọng cười một tiếng, rất là hả hê bồi thê tử trộm cắp ăn một mình. Đúng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa hí, hai quân sĩ tuổi trẻ liệp ưng từ bên ngoài chạy nhanh đến, mang theo tính vật tiến vào doanh trại cầu kiến Tam Lan quân. Hừng, trong nhà đưa thư đến. Tiếu Dương nghe âm thanh quân sĩ quen thuộc đó vội vàng lau miệng đi ra ngoài phòng. Vì báo bình an và tin tức liên hệ, dọc theo con đường này cách mỗi một tháng hắn lại mỗi lần cho bồ câu đưa tin về nhà, lại không trông cậy vào có thể rất nhanh nhận được thư hồi âm. Đường xá quá mức gian nguy, ở bên này bồ câu đưa tin còn chưa có huấn luyện tốt cơ bản là không thể nhanh chóng trao đổi tin tức, cũng đã 6 tháng rồi mới nhận được thư nhà lần thứ hai thật đúng là khó có được. Nguyễn Như cũng lòng tràn đầy mừng rỡ không ăn đậu phụ nữa, vội vàng theo Tiếu Dương ra cửa, vội la lên, có thư của ca ca gửi cho thiếp không? Một lần trước lúc gửi thư bởi vì Thôi Văn Khang vẫn còn đang thi, chỉ nói mấy câu dặn dò tất cả trong nhà đều khỏe mạnh, hôn sự cùng dư gia đang tiến một bước thương nghị, nạp thái vẫn còn đang coi bác tự, sau đó cũng không nói nhiều lắm, lần này, sẽ không như thế đâu nhỉ. Có, đừng có gấp. Tiếu dương cho người đưa thư của trịnh cung lượng và của quân sĩ quan trọng phân phát xuống, lúc này mới cười đưa một sấp thư dày cho Uyển Như. Ai u, tại sao có thể không vội? Không biết ca ca có thi trúng hay không, cũng không biết huynh ấy nghị hôn có thuận lợi hay không, còn không biết rốt cuộc trương thị có tức chết không quyển như thao thao bất tuyệt nói xong nhanh chóng bóc phong thư ra đôi tay khẽ run rút giấy viết thư ra bắt đầu nhanh chóng đọc vừa xem vừa oán trách ca ca sao nói nhảm nhiều thế khúc dạo đầu một tờ lớn lại đều là thời tiết ở kinh thành cái gì gió xuân hiu hiu cái gì trăm hoa sắc nở rộ gì mà giai nhân mặc áo xuân vàng nhạt cùng mình gặp nhau ở chùa miếu phía sau núi ớ y câu này giống như là trọng điểm ban đầu ở đấu hội hoa xuân lúc thấy dư sơ tình không phải nàng mặc áo ngắn và nhạt ngang ngược sao. quyển Như nhớ lại chuyện lúc trước lập tức vui vẻ, lúc này mới cố gắng ngăn chặn cảm xúc hấp tấp kia nhẫn xem thư. Đoạn tiếp theo quả nhiên nói là thời điểm gia đình hai bên đưa bác tự tìm cơ hội để cho huynh ấy gặp mặt dư sơ tình một lần, nếu không hài lòng có thể nói bác tự không hợp ngưng hẳn nghị hôn. Thôi Văn Khang rất đắc ý mà tỏ vẻ lúc đang nói chuyện với nhau bản thân bởi vì chưa thuộc thi từ, điển cố mà mất mặt lại bởi vì tính tình thẳng thắn và anh tuấn hiên ngang chiếm được mỹ nhân ưu ái trước kỳ thi mùa xuân hai nhà đã hoàn thành hơn phân nửa quá trình nghị hôn rồi sau đó ba ngày võ cử tiến hành vô cùng thuận lợi vốn là bởi vì trước đó tiếu dương chủ trì diễn tập giả chiến lộ mặt ở trước quan lại quyền quý lúc kỳ thi mùa xuân lại được tiểu nương tử dư gia chúc phúc cho tới phát huy tài nghệ rất thần dũng khác thường dù là thi cưỡi ngựa bắn cung hay dựa vào binh pháp cũng rất xuất sắc cuối cùng mặc dù bởi vì thôi văn khang chưa đủ kinh nghiệm không đứng thứ nhất cũng đã có danh tiếng, lại bởi vì tuổi đang nhỏ nhất trong võ trạng nguyên. vì vậy trong lúc yến tiệc khúc giang trở thành thám hoa lan bị chỉ định đi vườn hoa nổi danh nhất trong kinh thành hái hoa cho mọi người đeo. trừ lần đó ra, huynh ấy còn cùng mọi người ngắm hoa uống rượu, vui vẻ suốt đêm ở bờ khúc giang. trong thư thậm chí còn cặn kẻ miêu tả quý tộc kinh thành rối rít mang theo nữ nhi chơi xuân đạp thanh, về xem đoàn tiến sĩ ngâm thơ, đánh ngựa cầu, thậm chí còn có tiểu nương tử nhiệt tình hái hoa tươi trực tiếp ném trên người nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Lúc quyển Như xem thư đồng thời Tiếu Dương đã nhanh chóng xem thư nhà của Thanh Giang quận chúa và thu thập được vài tin vắng của nhân sĩ chuyên nghiệp Tiếu Gia, Dương mắt nhìn thê tử đang nghiến răng trước bàn, không khỏi vui mừng nói, đại cửu ca viết cái gì, lại làm nàng phải cắn răng nghiến lợi như vậy. Viết trăng sáng đốt đèn tổ chức yến tiệc chơi cầu, ánh lửa ngút trời như ban ngày tiếng treo hò hoang hô liên tiếp bốn phía, thuật cưỡi ngựa của huynh ấy tinh xảo, kỹ thuật đánh bóng tài cao, hấp dẫn đông đảo chú ý của tiểu nương tử, lấy được một đống dưa trái cây và hoa tươi trong đó còn có ngọc bội túi thơm chứa vật quý giá viễn như nói xong lời cuối cùng giọng nói lại giống như phát ra từ giữa kẻ răng còn tưởng rằng ca ca thay hình đổi dạng quyết chí tự cường rồi thì ra là trong lòng huynh ấy vẫn thích chiêu mèo trêu chọc chó của kẻ quần áo lụa là là sao không phải đang nghị hôn với dư sơ tình sao thi đậu tiến sĩ nên thành hôn tại sao vì thu hút nữ tử khác mà hài lòng phải biết lúc người đắc ý quá sẽ dễ mà không giữ được thái độ đúng mực, biển Như không khỏi thở dài nói, thi đậu tiến sĩ cũng chỉ là một bước ngoặt thay đổi vận mạng mà thôi, phía sau còn phải thông qua binh bộ khảo hạch mới có thể làm quan. huynh ấy lại vui mừng đến như vậy, ai biết có thể vui quá hóa buồn hay không? Nàng mới quan tâm quá sẽ bị loạn ấy. Tam Lan thiếu chút nữa cười đến mức ôm bụng, thư này là viết sau thi quan, chắc hẳn nhậm chức là không có vấn đề, bộ dạng, lời nói, chữ khải, phê thẩm công văn bốn hạng này đâu làm khó được đại cửu huynh chứ. Nghe vậy Uyển Như sững sờ, rồi sau đó cũng cười, ca ca cũng chỉ khi mọi sự đã thành, tâm tình rất thoải mái thì mới viết ra bức thư này nhỉ. Lời nói khôi hài mà khoa trương, chắc hẳn chỉ là vì để muội muội ở biên giới Tây Nam phương xa cũng vui vẻ theo. Xem thư tiếp, quả nhiên Thôi Văn Khang nói đến mình đã thông qua khảo hạch của binh bộ, đạt được một quan chức tòng thất phẩm, bởi vì vừa bắt đầu Tiếu Dương đã đề nghị huynh ấy xin ra ngoài, ý tứ của kim thượng cũng là muốn chọn võ quan thay thế thừa kế lão tướng vùng biên cương vì vậy dưới tình huống đó thôi gia không tốn tiền để giữ huynh ấy ở lại kinh thôi văn khang rất thuận lợi bị đuổi đến chỗ mang di mọi rợ người khác không muốn đi phủ chiếc xung chỗ dưới quyền quản lý khác của mông châu giữ chức hiệu ý tiểu dương nghe địa điểm này rất hài lòng nói cho uyển như cũng không tệ lắm cách chỗ chúng ta chỉ mấy tòa núi mà thôi về sau có thể mời huynh ấy tới xuyến môn sao tiểu nương tử ra vẻ mong mỏi lại lập tức bị phu quân dội cho chậu nước lạnh. Đừng quá ngây thơ. Tiếu Dương buông tay bất đắc dĩ nói, bởi vì nếu quân sĩ trong nơi đóng quân tùy ý rời khỏi chỗ ở, đánh 80 trượng. Nàng xem, ta phái người đi ra ngoài làm việc toàn bộ đều dùng bộ khúc không phải binh sĩ, chính là bởi vì duyên cớ này. Hả? Nhất thời uyển như đã trút giận, vậy chỉ có thể leo đến đỉnh núi xa nhìn nhau. Sau đó mười năm mấy chục năm sau nàng sẽ hóa thân thành hòn vọng huynh, ha <laughs> ha tiếu dương cười to không ngừng thấy bộ dạng uyển như thẹn quá thành giận muốn đấm người mới lại nghiêm mặt nói còn có biện pháp chờ ta thăng quan thành phòng ngự sử mông châu phụ trách quân sự của một châu đến lúc đó là có thể mang theo nàng dò xét tất cả địa giới bản châu phòng ngự sử nghe cái tên vừa xa lạ vừa hình như rất lợi hại ánh mắt uyển như nhất thời sáng lên rất tò mò hỏi là mấy phẩm dễ dàng thăng lên sao tòng tứ phẩm như nhạc phụ không đúng đồng cấp thì quan võ hơi thấp nhất đẳng so với quan văn. Tiếu Dương ngẩng đầu nhìn Trần Nhà Trầm Tư nói, quan võ muốn thăng chức, tất nhiên cần đánh thắng trận rồi, muốn đánh trận thì đầu tiên phải gặp được địch tấn công hoặc loạn dân. Thiếp vẫn nên xem thư thì hơn. Tuyển Như yên lặng cúi thấp đầu xuống. Bởi vì quân công mà thăng quan phát tài này quá khó khăn, nàng thấy hành động của trượng phu trong hai tháng gần đây đã sớm có tính toán trước, Tiếu Dương là vì ổn định bản địa và hòa bình lâu dài mà nỗ lực, hắn đang làm không chỉ đơn giản là đóng quân chuẩn bị chiến tranh và gom góp khẩu phần lương thực, còn làm không ít sự việc cần làm của thứ sử bản địa, như giao hảo cùng huyện lệnh lô lộc, khai hoang làm ruộng, trồng cây ăn quả, phát triển nghiệp muối, vân vân. Nếu như thiếu hụt cái ăn, cũng có thể trực tiếp phái người đến huyện thành phồn hoa gần đây đi mua, thế nhưng hắn lại cố tình muốn đi mượn hạt giống, đổi súc vật, nuôi gia cầm, đến lúc này có qua có lại như nhân viên công chức, mục đích cuối cùng chỉ vì kinh doanh một phần sản nghiệp, vì để duy trì liên tục phát triển của huyện Bạch Thủy Hà. Tiếu Tam Lan hào hứng bừng bừng như vậy vùi đầu gian khổ làm ra, sao có thể vì một phần quân công mà khơi mào tranh chấp? Thấy Tiếu Dương và Tư Mạc Bạch Thủy Hà như hai huynh đệ, khi hắn quản lý gần như có lẽ đã không có cơ hội xảy ra chiến sự. Trừ phi là địa giới khác rối loạn cần thêm binh, sau đó hắn bị điều qua vô cùng tỏa sáng, khả năng này uyển như không muốn suy nghĩ đến, một khi có chiến sự chắc chắn là sinh linh đồ tháng thật vất vả xây xong gia viên lại trở nên đổ nát thê lương như lúc bọn họ mới đến, so sánh nàng tình nguyện không gặp ca ca ba năm rưỡi. Được rồi, xem thư, xem thư đi. Tiếu Dương cũng không còn rối rắm với biển như chuyện thăng quan, cọ đến bên người nàng duỗi cổ cùng nhau xem thư. Không thể không thừa nhận thư của đại cửu huynh mặc dù nói nhảm hơi nhiều nhưng nội dung lại rất có ý tứ, hắn thấy được một câu vắng tắt, tạ bác lang thi đậu kỳ thi mùa xuân, bởi vì trầm mê tử sắc hành vi phóng đảng không vượt qua kiểm tra thử, thôi văn khang lại dùng hai tờ giấy rõ ràng rành mạch miêu tả tạ tuấn giật ở kỳ thi mùa xuân vui sướng tham dự tiệc rượu như thế nào trái ôm phải ấp khoe tài năng của mình như thế nào bởi vì yêu thích khoe khoang tài thơ mà mỗi lần gặp phải nương tử nhà hào môn tặng hoa cũng sẽ dưới sự khuyến khích của mọi người mà ngâm thơ hạ đối kết quả có một cử tử đến từ giang nam vùng đất giàu có thứ hạng rơi xuống mà giận dỗi phát tiết hắn mặc vào nữ trang hoa lệ đầu đội mũ che mặt xung hương liệu khắp người mang theo tôi tớ thành đoàn cũng đi yến tiệc khúc giang đoạt hôn dưới bản danh sách niêm yết với thiên kim khác. Không phải đâu, còn có chuyện như vậy. Tuyển như xem thư mà trợn mắt hốc mồm. a à, chẳng những hắn tham dự đoạt hôn dưới bản danh sách niêm yết mà còn đối chọi gây gắt một trận với Trần Ngọc Dung, tranh đoạt ưu ái của tạ Tuấn Dật. Tiếu Dương sờ râu mọc ra còn chưa kịp cạo của mình, lắc đầu thở dài nói thầm, những người này, thích mê luyến mặt trắng nhỏ như vậy. Gã có gì tốt, không chỉ đọc mấy câu thơ thôi sao cử tử kia là vì chơi gã chứ tại sao có thể là ưu ái thật quyển như dở khóc dở cười lắc đầu rồi sau đó lật tờ dưới nhìn kết quả cuối cùng nàng không nói cho trượng phu biết lúc mình ở kinh tham dự tụ hội đã gặp trần ngọc dung mấy lần đã từng tìm không ít cơ hội khuyến khích một lần muốn thiếu nữ động lòng với phong lưu tài tử thật ra thì cũng không khó khăn quyển như vạn lần không ngờ rằng chính là kết cục của trận trò chơi này rất là thảm thiết lúc cử tử mặc hở ngực váy không cẩn thận bại lộ thân nam nhi hẹn quá thành giận đánh tạ tuấn giật một trận trước mặt mọi người, dẫn đến vô số người vây xem cười nhạo. Rồi sau đó tạ bác Lan mất hết mặt mũi đóng cửa ba ngày không gặp khách, cũng may lúc này kế phi chu thị của Vĩnh An Vương cho người ta nhắm lời làm mai cho ngoại tôn nữ của mình, tạ gia lập tức thuận thế đồng ý. Dù gì bản lãnh dung mạo của Trần Ngọc Dung cũng không tầm thường, gia thế cũng coi như còn tốt, tạ bác Lan tuy là hệ chính tạ gia, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là quả phụ mang theo Lan quân phong lưu, thật ra thì cũng không dễ dàng cưới được tức phụ hiền. Đang lúc nghị hôn, lại có người nói cho tiểu nương tử Trần Gia một thiếp của tạ Tuấn Giật đã mang thai, nghe nói còn là con trai. Trần Ngọc Dung quen ương ngạnh trước đó bị một nam tử giả vờ giành vị hôn phu cũng đã hung hăng tức giận một trận, giờ phút này làm sao có thể cho phép lúc mình chưa vào cửa phu quân đã có thứ trưởng tử. Tất nhiên nàng ta sẽ nói lên yêu cầu của mình, không bao lâu đã đã tuôn ra tin tức, trinh như diêu gia bởi vì sảy thai trong huyết mà chết chết người tất nhiên diêu gia thậm chí còn bành gia và tam hoàng tử muốn đòi một lời giải thích vì vậy không tới ba ngày lại truyền ra chuyện là thị tỳ theo hồi môn của diêu gia hoặc cũng có thể là tạ tuấn giật hạ độc thủ trước tục chải tóc mặc kệ hung thủ là người nào gã đều không thoát khỏi liên quan quản giáo không nghiêm lần này quan viên lại bộ chủ trì thi quan vừa vặn là một người yêu vợ như mạng hoặc là nói sợ vợ người đức chí không tu học chí không nói cả ngày trầm mê tửu sắc tất nhiên không lọc nổi mắt xanh của hắn Tạ Tuấn giật lại bởi vì chuyện trong nhà ảnh hưởng cảm xúc, lúc thi quan tinh thần hoảng hốt phát huy không tốt, đúng lúc bị quan viên lại bộ nhìn gã không vừa mắt bắt được sai lầm xử lý không hợp cách. Chuyện này thật đúng là, xem xong đoạn này Uyển Như cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù lúc bắt đầu nàng rất xem thường Diêu Trinh như cam chịu hạ tiện, cũng tán thành với chủ ý của phu quân để tạ tuấn giật và nàng cả đời yêu nhau giết nhau, nhưng hôm nay biết nàng bởi vì Trần Ngọc Dung mà sẽ thai chết đi, cũng không khỏi thổn thức, thậm chí lại một lần nữa nghĩ tới kiếp trước chuyện mình bị rót thuốc phá thai không thể tiếp tục có thai. Trong trầm tư tay trái không cầm thư của biển như lại theo bản năng sờ bụng, vừa vặn bị Tiếu Dương thấy ở trong mắt, hắn vội vàng nắm ngón tay nhỏ nhắn của thê tử thở dài nói, nàng đừng suy nghĩ nhiều, nhà chúng ta không thể nào có chuyện hư hỏng thế này, từ lúc ông cố bởi vì phòng ngừa thê thiếp đánh nhau có trướng ngại con cháu mà định ra quy củ. Mất dê mới sửa chuồng so ra đề phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cái nào tốt hơn không có việc gì không cho phép cưới vợ bé không được sủng thiếp diệt thê cố hết sức tất cả nam nữ đều cùng một người sinh cho dù là thiếp thị có thai cũng không cho phép được hưởng ngang hàng quyền thừa kế cùng với con của vợ cả dùng cái này bóc chết đầu mối tranh đấu không phải mẫu thân cũng gặp khó khăn đấy sao quyển như lại than khẽ cho dù mẫu thân đường đường là quận chúa cũng phải nhượng bộ ra thứ tử thứ nữ đó sao phụ thân là phụ thân ta là ta ta lại không cần thừa kế tước vị cũng không còn trách nhiệm khai chi tán diệp không cần nuôi một đám thiếp lãi nhãi tiếu dương rất khinh thường khinh bỉ nói chuyện của tạ tuấn dật cũng không đơn giản như vậy trần gia làm thế nào biết được thiếp tạ tuấn dật có thai bên trong các loại tin tức vì sao trong mấy ngày đã truyền đi xôn xao không chừng là kết quả hai tỷ muội diêu gia nội đấu rồi sau đó mặc dù tạ tuấn dật bắt đầu chán ghét diêu trinh như không đứng đắn nàng lại đang ở thời kỳ xinh đẹp như hoa vì hắn mà chết sau này chắc chắn sẽ dần dần nhớ lại chỗ tốt của đối phương, tràn ngập ấy nấy nói không chừng sẽ trút lên người có mặt mũi tương tự là Diêu Trinh Ngọc. Viễn như nhẹ giọng miêu tả tình huống có thể xuất hiện ở tương lai, Trần Ngọc Dung còn chưa qua cửa vì ương ngạnh đắc tội người, lui về phía sau tất nhiên cũng không phải niềm vui của tạ Tuấn Dật, sau đó nàng ta còn phải ác đấu với Diêu Trinh Ngọc thân là gián thiếp. Tiếu Dương gật đầu nói, chuyện này đã nháo lớn, nàng ta trừ tạ Tuấn Dật cũng không còn ai có thể gả, biết rõ là chỗ nguy hiểm cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xuống mà tạ tuấn giật không vượt qua thi quan thì phải có quyền quý thay đề cử chức quan vì thế hắn cũng phải cắn răng cưới trần ngọc dung đây mới thực sự là yêu nhau giết nhau cùng địa vị cấp bậc và địa vị ngang nhau ai có thể biết chuyện này người khởi xướng là tiếu tam lang hắn chàng cũng đừng suy nghĩ nhiều mặc dù thuận tay đẩy một cái nhưng chuyện biến thành như vậy cũng là bởi vì hành vi của họ không ngay thẳng lại lòng dạ độc ác viễn như lật lại nắm tay tiếu dương nhìn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn nàng muốn trả thù Trần Ngọc Dung bởi vì chuyện kiếp trước, vừa để phu quân kiếp này của mình xuống tay không cần ấy nấy. Mọi sự đều có nhân quả, coi như là người nọ đã trả lại cho mình thôi. Ư, ừ, chuyện của người khác lui bỏ phía sau không cần phí tâm nữa. Tiếu Dương gật đầu đáp, không đề cập tới tiếp tục xem thư. Kế tiếp chính là tin tức Tam Lan đã biết được, Thôi Văn Khang bởi vì thuận lợi lọt qua cửa hôn sự của huynh ấy và dư sơ tình đã được định, chỉ chờ chính thức trước dâu, bởi vì tuổi hai người cũng không coi là nhỏ, huynh ấy lại sắp ra ngoài đến trời xa, cho nên hôn kỳ không thể kéo quá lâu, định vào cuối năm nay, trước chính thức nhậm chức. Nhìn dáng dấp, đại tẩu muốn đi theo ca ca tới bên này. Không đúng, vậy có thể chờ một hai năm nữa, lúc đại ca hồi kinh báo cáo công tác sẽ thành thân. Đợi đến 18 tuổi quá lâu, ở giữa còn dễ có biến cố, nên thành thân sớm. Tiếu Dương nói xong thì cười một tiếng, hắn chỉ tốn thời gian ba tháng từ nghị hôn, đến hôn đến thành thân giải quyết hỏa tốc, lúc này mới được thê tử vừa ý như thế, mùi vị trong đó không lời nào có thể diễn tả được. Cũng đúng, nói đến tuổi, năm nay tuổi mụ của Uyển Lan cũng đã 16 rồi, lại không biết sẽ nghị hôn với nhà nào. Nói đến biến cố hôn sự, Uyển Như cũng nghĩ đến mình vội vàng xuất giá. Tâm tình của nàng lại tuyệt đối không giống Tam Lan, mặc dù rất hài lòng cuộc sống sau khi gả, Thế nhưng cảm giác nhục nhã khi không có đồ cưới đã vội vã thành thân luôn quanh quẩn ở trong trái tim Viễn như, cho dù là ca ca thuận lợi cưới thê tử tốt cũng không thể hóa giải loại cảm xúc ác liệt này. Có lẽ muốn đợi đến khi Trương Thị bị báo ứng mới có thể chân chính vui vẻ ư. Cũng không biết phải chăng bởi vì nguyên nhân tâm ý tương thông giữa huynh muội Viễn Như vừa mới nhắc tới Biển Lan thì thấy trong thư Thôi Văn Khang viết đến nội dung mình muốn biết. Tiền căn là Viễn Như đã biết, sau khi Trương Thị bị giam ở trong nhà, phụ thân nạp một phòng lương thiếp thay quản gia, lại bởi vì sinh ở quan trường cần phải có người giúp một tay giao tiếp cùng nương tử của các vị đồng liêu, vì vậy lương thiếp này là có thân phận cực cao trong đám gián thiếp cưới chính thức trong nhà. Phía sau là nửa đoạn xảy ra sau khi Tiếu Dương đi nhậm chức, có lẽ bởi vì tính toán đến nguyên nhân quyển như, Trương Thị suy bụng ta ra bụng người lo lắng cho nữ nhi còn ở vùng biên cương của mình bị người này lãng phí, nên vẫn làm ầm ĩ muốn đưa con về kinh thành làm mai. Thậm chí bà ta lấy chết đe dọa, nếu không thỏa mãn nguyện vọng này sẽ nói chi thứ hai thôi gia bất tử vợ cả. Trong nhà không thể lay chuyển được nên đồng ý thỉnh cầu này, một tới một đi mấy tháng, Thôi Văn Khang viết thư này lúc Thôi Uyển Lan mới vừa vào kinh thành không lâu, chỉ nói vốn là trong nhà cũng muốn vì nàng ta làm mai thật tốt, lại không biết là duyên cớ nào đột nhiên có một ngày đại bá mẫu tức giận bắt tỳ nữ thân cận bên cạnh Uyển Lan lại ai cũng không cho phép thăm. Biết rõ ở trong thư cũng không thể viết quá nhiều phỏng đoán, Uyển Như đọc cũng không hiểu ra sao, chỉ đoán có phải ở dọc đường Uyển Lan đã xảy ra biến cố gì hay không. Hơn phân nữa là như vậy, Hồ Gia cũng không phải là ngồi không, bọn họ tuy là thương hộ Nam Đinh không xuất sĩ lại giỏi về kinh doanh tư sản phong phú, trên đường lại có người che chở, trước coi trọng đại cử huynh cũng không phải là vì hâm mộ quyền thế thôi gia, hơn phân nữa là nguyên nhân muốn kéo quan hệ với tiếu gia ta, đáng tiếc lại trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn họ cam tâm bị trương thị lừa dối trắng trợn một trận mới là chuyện lạ. Tiếu Dương vừa nói vừa đốt trụi tờ giấy trong tay. Có phải chàng từ đường dây khác nghe được chút tin tức hay không? Uyển Như rất hoài nghi nhìn hành động của phu quân, nàng biết Tiếu Gia đều có tai mắt ở các nơi, có lẽ cũng có thể ra được dọc đường xảy ra những thứ gì nhỉ? Mặc kệ Uyển Như hỏi như thế nào, Tiếu Dương cũng không chịu mở miệng, chỉ cười nói là có tin tức, lại không biết có căn cứ hay không, chờ xác thật lúc đó ta lại nói cho nàng biết ta gia, muốn lấy ra rồi, phải tiến hành bước kế tiếp thôi, trước đó nàng đã nói gì mà chưng cất rượu? Ừ, chưng cất rượu cần đến tương chua phải tháng 6 mùa nóng chế luyện thích hợp nhất, đợi thêm một tháng bên trong lên men, thử cũng hoàn thiện rồi nhỉ. Tuyển như gật đầu một cái, đợi một chút không chưng cất rượu đây là do chuyện đó ra, còn phải chờ đồng ruộng có thu hoạch mới có thể dùng lương thực tới chưng cất rượu, nếu không không phải là được cái này mất cái khác sao. Nơi này thời tiết tốt, làm ruộng đều hai mùa, nhất định tháng 7 có thể thu quý đầu tiên. Tiếu Dương nói xong kéo Uyển Như đi nhìn ruộng bậc thang. Mùa hè chói mắt ánh mặt trời chiếu ở trong ruộng xanh đất vàng, giống như phủ thêm một tầng kim sa, làm nổi bậc hoa hồng xung quanh, giống như một bức tiên cảnh miêu tả yên ả. Vốn Nguyễn Như đã quyết định chủ ý muốn điều chỉnh phong tục tục lệ của biên giới Tây Nam gửi cho ca ca tham khảo, thấy cảnh đẹp vậy nhất thời lòng ngứa ngáy lập tức cho người dọn án vẽ lên, ở tại chỗ múa bút vẽ cảnh đẹp trong mắt. Lúc nàng vẽ tranh, Tiếu Dương nhìn cầu treo đã xây cách đó không xa cười nói, đã cảm thấy đẹp như tiên cảnh rồi hả? Cuối tháng 6 bộ lạc lô lộc còn có lễ hội đốt đuốc, mới gọi là náo nhiệt đẹp mắt. Cầu kia cũng đẹp, đến lúc đó chúng ta mang nhiều người đi tham gia. Lễ hội đốt đuốc. Chưa nghe nói qua, vậy dĩ nhiên phải đi, cũng không biết những quan viên khác của bản địa có được mời hay không. Tuyển Như đột nhiên hỏi vấn đề này. Tuy nói nhiều người đại tề gai mắt cái gọi là khánh điển của bộ lạc Mang Di, nhưng người không được mời có thể vì không cam lòng cố ý bới móc hay không đây trên lễ hội đốt đuốc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn này biển như nói đến sau đó sẽ để cho tiếu dương tự mình lo nghĩ hiện tại trong lòng nàng nghĩ chính là nên ủ rượu ngon thế nào người lô lộc thích rượu làm ra rượu ngon có thể làm quà tặng cao cấp còn có thể dùng cho trao đổi vật chất hơn nữa biển như cũng nhìn ra phu quân mình giống như cũng thích vẹn toàn đôi bên sau lại không làm về phần tuyệt kỹ độc môn chưng cất rượu kiếp trước biển như bị trần ngọc dung lãng phí nửa là tránh họa nửa là lấy lui làm tiếng trôi qua ở điền trang khi đó nàng còn đang tính toán phải thế nào để dưới tình huống cách xa trong tinh phùng hoa có thể được tạ tuấn giật nhớ đến mình. Bởi vì người biết rượu ngon, nhà quyền quý còn lấy chuyện truyền lại phương pháp chế rượu cho đời sau thấy đặc biệt vẻ vang, quyển như cố gắng dùng vật liệu trong điền trang cộng thêm biết một hai phương thuốc bình thường suy nghĩ có thể nghiên cứu ra ngọc dịch quỳnh tương hay không. Ước chừng dày vào một hai năm, rốt cuộc nàng chế ra ngân quan dịch trong suốt sáng long lanh, rượu này nhìn linh động vị rất ngon, có thể để tạ tuấn giật nở mày nở mặt trong quyền quý một trận. Nhưng Nguyễn Như lại không vì vậy mà lấy được cơ hội nổi bật, bên ngoài cũng truyền ra rượu này là thê tử của tạ bác Lan làm ra, không liên quan gì đến thiếp thất họ thôi bị tước đoạt là nàng cả. Cho nên, dưới cơn nóng giận nàng lặng lẽ phá hủy kim quan dịch sau khi được cải tiến, không để cho người chiếm tiện nghi. Hôm nay nói đến chân cất rượu với Tam Lan, Uyển Như lập tức nghĩ tới đồ uống tuyệt thế cộng thêm nhiều loại dược liệu quý để làm ra, lần này rốt cuộc có cơ hội lấy thân phận vợ cả đường đường chính chính làm ra, có cảm giác trá hình vì mình mà hả giận. Thậm chí nàng bắt đầu ảo tưởng, khi tạ Tuấn dật bị thê thiếp trong nhà tranh nhau chơi đùa mặt ủ mày ê, rất nhiều rất nhiều tóc bị kéo rụng, Tam Lan thì cũng đang tổng kết thành tích cuối năm sắp trình công văn, dâng cho Kim Thượng một bình rượu ngon, sau đó được văn nhân sĩ tử tranh làm thơ hâm mộ, không phải là quan lại quyền quý thì không được đang cười cái gì? Tiếu Dương đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp, chọc sau lưng Uyển Như cười đùa đặt câu hỏi. Câu hỏi bất thình lình dọa nàng nhất thời giật mình, rồi sau đó vỗ ngực im lặng nói, làm thiếp sợ muốn chết, lần sau đừng xuất hiện đột ngột như vậy. Không xuất hiện đột ngột thì làm sao có thể nhìn thấy nàng nhìn cái hũ kia cười khúc khích. Tiếu Dương đưa tay muốn mở nắp được phủ kính kia, đồng thời còn hiếu kỳ nói, đang làm gì đấy. Đã mấy ngày không thấy nàng thật sự bắt đầu chưng cất rượu làm tương chua làm rượu mấu chốt là ở chỗ tương tương không chua không thể chưng tất rượu Viễn như nói xong đánh trên lưng tiếu dương một cái giận cười nói không thể tùy ý mở nắp ra làm tương chua cần chọn kỹ càng một đấu lúa mì vào mùa nóng nấu chín thành cháo bỏ vào trong hũ mỗi ngày đổ nước nóng vào chờ vị chua đủ nồng sau mới có thể sử dụng lúc chưng tất rượu mở ra quá nhiều hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng à cái này còn chưa được chưa được thì cười cái gì tiếu dương hỏi lần nữa lại nói, gạo nếp và bột mì mài xong rồi, còn cần làm cái gì nữa? Thiếp nghĩ nhất định có thể ủ ra rượu ngon nên cười thôi. Kế tiếp thì phải làm men, men kim ba. Tuyển như nhẹ nhàng dẫn Tiếu Dương đi xưởng chế rượu mới vừa xây dựng xong, chỉ điểm tôi tớ phân biệt những vật liệu khác, nhục quế, một hương, xuyên khung, bạch phụ tử, thắt phụ tử, loại bỏ vỏ sau đó xây nghiền thành vụn trộn với bột gạo nếp, bột mì, lấy hạnh nhân, rau nghệ cây hoa bia đập nát thêm vào nước giếng lấy vào sáng sớm ép nước, trộn đều tất cả với men, rồi sau đó lại dẫm đạp ép chặt làm men phôi. Tiếu Dương đứng nghe ở một bên rất là kinh ngạc, không ngờ chưng cất rượu còn có nhiều học vấn thế này, vốn tưởng rằng làm xong men rượu là có thể lập tức bắt đầu chưng cất rượu, đang suy nghĩ lương thực trong đất còn chưa có lớn vật liệu không đủ dùng, kết quả biển như lại nói men phôi còn cần chia làm bao gồm các khối nhỏ bỏ trong lá cây thơm ngát, treo nơi thông gió, hai tháng sau mới có thể sử dụng. Dùng cái này, đợi đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 vào mùa thu hoạch lớn sau đó chưng cất rượu vừa vặn thích hợp. Trước mặt quá trình chưng cất rượu này trừ phân lượng hương liệu ra đều là cách làm thông thường, không cần giữ bí mật, mấu chốt chân chính nhất là những bước ở phía sau. Phải trải qua thời gian lâu như vậy, trên mặt tiếu dương đầy những vạch đen rồi, trù trì nói, ta nhớ rõ hình như trước kia đã xem tiểu thuyết gì đó, chỉ mấy ngày thời gian nhân vật chính đã ủ ra rượu. Tiểu thuyết Đây là chỉ thoại bản sao lại còn nói đến chân tất rượu. Có lẽ chỉ là ủ gạo nếp hoặc rượu nếp bị hỏng thành gạo rượu. Tuy nó có mùi rượu nhưng lại khác rượu chân chính rất lớn. Đầu tiên là vẻ mặt quyển như mê mang rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Tiếu Dương lập tức bày ra vẻ thèm thuồng đề nghị, ư mờ, không sai, nói đến rượu gạo, ngày hôm nay đang nóng vừa lúc làm nó ướp lạnh giải nhiệt, thời gian 3 năm ngày là có thể lấy ra một vạt, hay chúng ta uống rượu cất bánh trôi. Rượu gạo và trứng chần nước sôi cũng được. Được viễn như cười ngay sau đó lúc chọn gạo nếp dùng làm men rượu đã ủ một hũ rượu gạo không tới hai ngày nàng tự tay xoa nhẹ bột gạo nếp nặng ra từng viên rượu gạo nhỏ trứng hoa nấu chín lại dùng nước suối ướp lạnh tốt trải lên quả xuân cẩu kỹ mới dùng chén sứ thanh hoa mút cho tiếu dương quả cẩu kỹ đỏ tươi làm nổi bật viên gạo mềm trắng non hai lòng trứng màu vàng nhộn nhạo trong chén sứ thanh hoa nhìn vô cùng ngon miệng ư mờ ngon Tiếu Dương thưởng thức bánh trôi rượu cất trong ngọt lại có chứa thuần mùi rượu, lại múc một muỗng nước canh trứng gà rượu gạo cười hỏi, dường như nhớ nàng nói chế men phôi gọi là men kim ba, vậy, ủ ra rượu tên là gì? Rượu kim ba. Giống như màu vàng. Rượu kim ba quá tục, gọi kim ba ngọc lộ, nếu không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, phải làm ra màu vàng ống ánh, lúc rót từ trong bình rượu ra tựa như hồ dưới trời chiều, có màu vàng kim chói mắt sóng nước trong veo trong giọng điệu của biển như mang theo một loại lòng tin tràn đầy và vô cùng chờ mong lần này nàng chỉ là y dạng họa hồ lô tức là đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ không phí sức chút nào khả năng thành công rất lớn kim ba ngọc lộ tiếu dương nuốt một miệng lớn bánh trôi hàm hồ nói không tệ thật dễ nghe giống câu thơ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng tiện thắng khước nhân gian vô số ư mờ có thể làm thành thơ quảng cáo kim phong ngọc lộ Nói đến Thu Phong và Sương Lộ gặp lại sao? Nghe câu thơ hoàn toàn không quen thuộc biển như ngẩn người, cảm thấy ý cảnh rất đẹp, suy đoán nó từ đâu tới hoặc điển cố nào, lại đột nhiên cười, quảng cáo, quảng mà cáo. Nghe không tệ đấy. Tốt. Tiếu Dương đột nhiên vỗ một chưởng Dương Dương hả hê nói, vậy thì định như vậy, ta sai người tuyên truyền đi ra ngoài, rừng sâu núi thẳm này quá bế tắc, tin tức lui tới vô cùng bất tiện, truyền lời ra ngoài trước chờ người bên ngoài đều mỏi mắt bắt đầu mong đợi, rượu của nàng vừa đúng ủ ra. cấp cái gì, năm nay cất sang năm uống mới hoàn toàn ngon, cái gọi là ủ lâu, tối thiểu phải ủ trên 10 năm 20 năm. Biển như vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi lắc đầu mà cười. Muốn nếm tay nghề chân cất rượu của nàng, có thể nào không vội. Năm nay ta sẽ phải uống, nàng dám không cho. Tiếu Dương vừa nói vừa cười xấu xa, nắm cả hông của biển như bắt đầu vuốt ve, không quấy chết nàng sao. Ai nha, thiếp cho, thiếp cho chờ cất cốt rồi mở hũ đầu tiên sẽ cho chàng. Rất nhột, ha ha. Quyển như lắc mông tránh xin tha, làm ầm ỉ một lát mới thở hỗn hển trốn đi. Được rồi, trong bụng đã đủ nên lên đường đi tham gia lễ hội đốt đuốc của bộ lạc lô lộc rồi, nương tử vi phu phục vụ nàng thay y phục được không? Tiếu dương nhìn quyển như bởi vì thở gấp mà sắc mặt đỏ thắm, cùng với trong mắt chứa nước bộ dạng thẹn thùng e lệ, không khỏi động tâm. Tóc đều rơi ra rồi, đương nhiên muốn sửa sang lại. Nguyễn như nhìn gương đồng sờ sờ búi tóc, biểu môi mắng mấy câu. Thấy Trưởng Phu ngồi chồng hổng phía sau, còn tưởng rằng hắn thật sự muốn chải đầu cho mình. ở trong kính cười với hắn trở tay đưa lượt qua, Tiếu Dương lại không nhận, ôm quyển Như vào trong ngực, cách trường sam đỏ thẩm cực nhã hôn cổ thê tử. Trong môi hắn mang theo hương vị ngọt ngào của mùi rượu gạo, giống như đang thưởng thức món ăn quý và lạ, bao hàm nhiệt tình từng chút từng chút mút vào, từ từ xâm nhập vào giữa tuyết phong mềm mại của nàng. Nguyễn Như tươi cười nghiêng người nghiêng đầu ôm bờ vai của hắn, đáp lại phần kêu cầu này, giống như lúc uống bát rượu cất bánh trôi không chỉ có thời tiết không hạ xuống, còn khiến cho thân thể nàng từ trong tới bên ngoài đều nóng trang hơn, không tự chủ được nên hợp đòi lấy của trượng phu. Không lâu lắm đã ngang dọc trên giường hẹp, kích tình bắn ra bốn phía, hai người động tình đánh nhau kịch liệt một trận cho đến khi trịnh cung lượng phái người hỏi thăm thời gian lên đường thì mới không thể không mây tan mưa tạnh. Mắt thấy sắc trời dần tối, Viễn như vội vàng rửa mặt qua loa trang điểm ăn mặc lại lần nữa, đổi một thân y phục nhẹ nhàng linh hoạt dễ dàng cho hoạt động, lúc này mới cùng Tam Lan đi ra cửa. Bởi vì quan hệ giữa Tiếu Dương và tư mạc lô lộc của huyện Bạch Thủy Hà rất hòa hợp, không hề e ngại xảy ra ngoài chuyện ý muốn ở địa giới bọn họ, vì vậy lần này bọn họ đi bộ lạc làm khách trừ trịnh cung lượng ra còn có Triệu Thủy Liên, Ôn Thất Lan và Liễu Y Y đi theo. Một đoàn người chậm rãi đi tới cầu treo bên Bạch Thủy Hà, trên đường đi vừa vặn đi qua một mảng lớn ruộng cây cao lương, bông màu đỏ đen của cây cao lương nằm ở trên thân cây, chỉ một bó đã lớn đến giống như cây chổi. Đây chính là sắp chính cũng là nguyên liệu chủ yếu chân cất trụ, sức sống sung mãn như thế, một tháng sau nhất định sẽ là mùa thu hoạch lớn, uyển như nhìn trong mắt, ngọt ở trong lòng, chỉ cảm thấy gió mát của đồng ruộng cũng mang tới không khí vui vẻ nồng đậm. Đến thôn trại lô lộc nàng càng cảm thấy nơi nơi vui vẻ, dọc đường trên cây treo đầy lụa đỏ và cây đuốc nhỏ, nam nữ bất kể lớn nhỏ trên mặt đều nở nụ cười ăn mặc lộng lẫy xung quanh còn tràn ngập mùi thơm dê bò đun nấu và từng can vị rượu thuần túy trước cửa sau nhà trên đất trống thôn trại cũng có mấy chục đống lửa hừng hực tư mạc đảm đương chức vụ tất ma đứng ở nơi tế đàn thật cao độc kinh tế lửa mọi người nhận lấy cây đuốc từ trong tay ông theo thứ tự truyền lại cao giọng ca tụng cầu xin hỏa thần chúc phúc nam nữ lô lộc tốt năm tốt ba nhảy vây quanh đống lửa có dơ cây đuốc bước chậm quanh trại và trong rừng núi xung quanh đều là tiếng nói tiếng cười, mọi người lấy tiếng hát nhảy cầu nguyện thôn trại ngũ cốc phong phú, mọi chuyện như ý. Lúc bóng đêm dần dần dày, trăng rằm động ở đầu ngọn cây, ánh lửa mặt đất cũng đã từng trùng tụ tập giống như sáng như ban ngày, màu da cam ấm áp này, như ánh sáng lung linh rất là hùng vĩ. Thật là, trường hợp chấn nhiếp lòng người, tuyển như ở bên cạnh tiếu dương nỉ non nói nhỏ, lại chợt đưa ngón tay chỉ dãy núi đối diện hỏi, bộ lạc ô mang đều phải trải qua lễ hội đốt đuốc đúng không? Chàng xem, ánh lửa bên kia cũng rất sáng ngời tiếu dương thuận theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn sang nhất thời lấy làm kinh hãi cái này mà gọi là sáng ngời rõ ràng là ánh lửa ngút trời rốt cuộc là trong lễ hội đốt đuốc vô tình đốt rừng núi hay có người ngoài ý muốn đang phóng hỏa đốt rừng hắn ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện người xung quanh không có ai cảm thấy tình hình đỉnh núi kia không đúng đều cho rằng là trường hợp náo nhiệt ăn mừng bình thường không chút nào cho là mảng lớn ánh lửa khói dày đặc kia là một loại tình trạng không bình thường Cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh cũng không dễ chịu, Tiếu Dương lại quan sát chốc lát vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lập tức đưa Uyển Như cho đường cửu bên người chăm sóc, mình thì tính toán rút người rời đi. Sao vậy? Trịnh cung lượng cao mày vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì người của bộ lạc lô lộc thích tụ tập tại chỗ cao quan sát cảnh đêm lễ hội đốt đuốc của địa khu khác, giờ phút này đoàn người Tiếu Dương cũng thuận lợi đứng ở đỉnh núi. Hắn quay đầu chỉ núi xa, trầm giọng nói với trịnh cung lượng, ánh lửa bên kia có chút không đúng cháu muốn hỏi thăm dân bản địa xem tình hình thế nào có gì không đúng nơi đó à trịnh cung lượng nhìn sang chỉ thấy đỉnh núi đối diện một vùng ánh lửa cam đang mở rộng náo nhiệt so sánh với bên này dường như cũng không quá lớn sắc mặt tiếu dương trầm ngâm nói chúng ta là đang ở phía dưới gò đất ánh lửa lễ hội đốt đuốc là rải rác ở trong tay người cầm dù tất cả mọi người tụ chung một chỗ cũng phải là đống nhỏ hoặc là đống lửa hình tròn trên đường còn phải lưu lại đường sáng không nên là cả một mảng lớn đốt đỏ lên nửa bầu trời như vậy. Vậy sao? Cũng đúng, trước kia chúng ta chưa từng thấy, là nên hỏi tình huống này với người khác xem có bình thường hay không. Trịnh Cung Lượng gật đầu, rồi lại mịt mờ nhìn Ôn Thất Lang đang bày vẻ mặt ghét bỏ tránh né thôn dân, nhờ cậy nói, cháu nên đi nhanh về nhanh, hắn muốn gây sự ta cũng chống đỡ không được. Được. Tiếu Dương gọn gàng linh hoạt trả lời sau đó lập tức đi đến tìm Tư Mạc huyện Bạch Thủy Hà thăm dò tình hình. Viễn Như và Triệu Thụy Liên cùng nghe đoạn đối thoại này của bọn họ không khỏi lắc đầu cười khổ. Theo như Tiếu Dương lời, tiểu tử ôn thất lan kia chính là đáng đánh đòn, nửa tháng trước đã nháo muốn cùng đi chơi, nói mỗi lần bọn họ đều tự mình tới đây cũng không dẫn hắn, thật sự tới, lại bắt đầu ghét bỏ người ta trên người có mùi lạ lạ, hận không thể cách xa ba trượng với mỗi người. Vừa bắt đầu, nét mặt ghét bỏ của ôn thất lan còn đặc biệt rõ ràng, bị trịnh cung lượng đập một quyền mới đàng hoàng, thậm chí đường cửu rất trực tiếp kinh bỉ nói, người ta cũng không chê ngươi sông hương sông đến phiêu tán mấy dặm đường đủ để sông chết chim, ngươi cao mày cái rắm. Chờ sau khi Tiếu Dương rời đi, hắn cũng không chọc loạn, cùng với y y thành thật nhìn người khác hát đóa tắt đóa ngạch, tức sơn ca đặc biệt lúc lễ hội đốt đuốc. Đầu tiên là bọn họ dơ cây đốt lượng quanh nhà ba vòng lại vây quanh đất đai nhà mình, hát ca khúc đốt lửa, tỏ vẻ mong ước ăn mừng, đốt chết côn trùng có hại, đốt nghèo khó, đốt cơ hàng, đốt tử thần, đốt ôn thần, ngũ cốc đầy đặn, gia súc phát triển, nhân khẩu an khang. Chủ nhà nâng rượu thịt vật tế hát, chiêu hồn điều đi vào trong ruộng, mang về một bụi hoa màu bày tỏ từ nơi đó muốn mời nhân hồn, hồn súc vật và hồ hoa màu về nhà cùng nhau tham dự lễ hội đốt đuốc. Ánh lửa chói mắt như chiếu lên trong tâm khảm mỗi người cũng ấm áp, một lát lâu sau Tiếu Dương lại lạnh mặt trở lại, thủ lĩnh tư mạc không đặc biệt coi trọng tình huống hắn quan sát được, bởi vì bên kia là lãnh địa thuộc về bộ lạc khác, ông chỉ phái hai người đi thăm dò, hỏi thăm. Trịnh cung lượng khoanh hai tay, bất đắc dĩ nói, vậy cháu còn muốn như thế nào nữa đây? Cũng không thể lập tức nóng vội mang theo một đoàn người đi tắt lửa chứ. Không biết còn tưởng rằng thừa dịp cháy nhà hôi của đấy. Một tuần gần đây cũng không có mưa, thời tiết hanh khô phải có chuẩn bị sẵn sàng mới được, bây giờ chúng ta nhìn thấy chỉ là đốt một đỉnh núi nhỏ, khó bảo toàn thế lửa sẽ không lan tràn đến bên này. Tiếu Dương dứt lời thì gọi đám người đường cửu, ông tử thần về nhà. Rồi sau đó, cả một đêm hắn căng dặn thủ hạ chứa đầy nước tất cả các lu, mỗi người chuẩn bị vải ướt, bình nước những vật này rồi mang theo người, sau đó Tiếu Dương lại căn cứ tình hình thế lửa, hướng gió, tốc độ gió cùng với tình huống thảm thực vật khu rừng, cặn kẻ vẽ bản đồ, yêu cầu quân sĩ tinh nhuệ cả đêm đi đúng củi. Đống củi là vì sao? Vật liệu gỗ xây phòng cũng đã đủ rồi. Từ hàng ninh rất không hiểu nhìn Tiếu Dương ở trên địa đồ vẽ ra con đường thô kia không chỉ muốn đốn củi, còn phải dọn dẹp thỏa đáng tất cả đồ dễ cháy trên mặt đất, mở ra một khu vực rừng rậm cách ly phòng cháy, ngăn cản cháy rừng lan tràn, hoặc là nói phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiếu Dương không cho phép nghi ngờ ra lệnh, đồng thời còn phái người đi về phía thứ sử Côn Châu, báo tin cho đô ý côn lĩnh chiếc Xung, xin bọn họ cũng lưu tâm hơn. Trừ chuyện đó ra, hắn cũng chỉ có thể quản tốt ngọn núi của chính mình, tối thiểu, núi mục mã không thể bị lửa đốt. Nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì Tiếu Dương và huyện lệnh Bạch Thủy Hà đều có quyền quản lý hạt khu Bạch Thủy Hà này, chỉ là một văn một võ mà thôi, chỉ là nơi đây lại đặc biệt thuộc về Phủ Châu Kim thủ lĩnh bộ lạc địa phương có quyền phát biểu tuyệt đối, cho dù là thứ sử cũng không cần biết quá nhiều. Giống như loại võ quan quả nghị đô ý này cũng chỉ là đề phòng phản loạn mà thôi, người ta không động, không nghe đề nghị, đây cũng chỉ có thể nhìn, ngay cả vượt núi giúp một tay đi tắt lửa cũng làm không được, cấp trên không lên tiếng, đám người bọn họ tuyệt không thể rời khỏi chỗ ở. Khi Tiếu Dương chuẩn bị xong tất cả, không sai biệt lắm trời đã gần sáng, hắn lên giường ngủ ngon rồi sau đó lại kéo ôn tử thần và trịnh cung lượng đi bộ lạc lô lộc. Lần này cũng chỉ có Uyển Như cùng tới, liệu y y kiên quyết không muốn, Triệu Thụy Liên là chịu không nổi mệt mỏi đau chân leo núi hôm qua, hôm nay không chịu nổi không rời giường được. Bọn họ một nhóm chừng 10 người không nhắc lại chuyện cháy ở đỉnh núi sát vách, toàn bộ trên mặt đều tươi cười đi tới đập náo nhiệt chuẩn bị đi tham gia tranh tài cưỡi ngựa bắn tên vào ngày thứ hai của lễ hội đốt đuốc dân bản địa đây là tiết mục chọi trâu đấu dê đấu vật truyền thống trong lễ hội đốt đuốc của ô mang chọi trâu hay gì đó đám người tiếu dương không có điều kiện tham gia đua ngựa bắn tên lại là sở trường của bọn họ lúc ôn tử thần muốn tham dự tranh tài bắn tên lại bị người thầm đùa cợt cảm thấy bộ dạng hắn trắng mềm yếu đuối vài phần còn dám so đấu với dũng sĩ của lô lộc rất là buồn cười Thế nhưng lúc chân chính bắt đầu thi đấu hắn lại làm cho người ta lau mắt mà nhìn, có thể nói là tên bắn thẳng đến Hồng Tâm, cũng không hỏng phát nào. Thậm chí hắn còn trình diễn tài nghệ bắn một lần ba mũi tên, dẫn đến cả đám cô nương kinh ngạc thét chói tai. Mà Trịnh Cung Lượng và Tiếu Dương cũng không cam chịu rơi ở phía sau, đường cửu là khoe khoang bắn trở về một lượt năm mũi tên, Tiếu Dương cũng là ba mũi tên đuổi theo xuyên qua một mũi tên, cho đến cùng lúc trúng Hồng Tâm thấy cuối cùng nụ cười trên mặt của tư mạc lô lộc cũng sắp không giữ được nữa rồi, vốn tưởng rằng người Hán yếu đuối ông hoàn toàn không để ở trong lòng chuyện đội quân của Tiếu Dương, không ngờ cả bạch diện thư sinh kia cũng tập được một thân giỏi võ nghệ, hoàn toàn ngoài dự liệu của ông, dường như còn tốt hơn. Tiếu Dương âm thầm đoán được tâm tư của ông ấy, nhưng cũng không nói ra, chỉ mang theo đám người trịnh cung lượng lại đi trường đua ngựa, lần đầu mở rộng tầm mắt mọi người lại phát hiện phương pháp so tài của bộ lạc lô lộc phân làm hai loại, một loại gọi là trận đại tung, đua ngựa nhanh, xem ai tới trước điểm cuối tức là thắng. Còn một loại được hoan nghênh hơn là trận tiểu tung, so thuật cưỡi ngựa và tư thế, xem ai điều khiển thất ngựa cưỡi đẹp, ổn định, người cưỡi ngựa cần ngồi ổn định trên lưng ngựa không được lắc lư. Ngựa kiến xương của bọn họ đầu nhỏ, thói quen đi đường núi lùi bước rất linh hoạt, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng trận đầu thôi. Ăn mặc rất là gọn gàng, trịnh cung lượng dẫn theo hai thị vệ đi trường đua đại tung, hắn cưỡi thiên lý lương câu muốn nở mày nở mặt một lần lại bởi vì chưa quen thuộc địa hình mà lỡ mất dịp tốt hắn phải theo quy củ của dân bản địa thua mất rượu ngon mình mang theo mắt nhìn người chiến thắng chè chén một lát sau đến phiên tiếu dương tham gia trận tiểu tung chỉ thấy hắn khoác áo choàng sát nhĩ ngoã của người lô lộc giơ một ly rượu ngon dương dương hả hê lên trường tư thế hắn xoay người lên ngựa rất kiện tráng điên độ chân nhảy qua cực lớn lại không vẫy một giọt rượu ngon trịnh cung lượng không khỏi chật, chật lên tiếng Nhiên đầu hỏi uyển như cháu nói nó sẽ đắc thắng sao tất nhiên sẽ không thua uyển như rất kiên định trả lời lúc ở nhà tiếu dương đã từng biểu diễn qua thuật cưỡi ngựa hoặc nhìn rất là tương tự trận tiểu tung của lô lộc nên có thể thủ thắng khoác lát quá ông thất lang rất hoài nghi ở kinh thành có ai sẽ nhảy lên được ngựa trong bước nhỏ như vậy mà giờ khắc này ở trong trường thi đấu tiếu dương đã cảm giác máu của cả người mình đều đang sôi trào Năm ngoái hắn đã từng ở trong mộng thấy mình tham dự lễ hội đốt đuốc, giấc mộng kia chân thật đến như đích thân trải nghiệm, sau khi tỉnh lại hơn nửa ngày cũng sẽ cảm thấy tiếng hoan hô của chiến thắng này dường như vẫn còn đang lẫn quẩn bên tai. Người tộc Di của từng địa phương sẽ có cuộc sống của chính mình, lấy phương thức của mình vui vẻ tham gia lễ hội đốt đuốc, không có cách nào vượt qua nhất định sẽ luôn nhớ đến, hôm nay có thể chân chính tham dự thịnh hội lễ hội đốt đuốc làm sao không hưng phấn được mọi người chỉ thấy hắn đều đặn nhanh chóng khống chế tuấn mã đen nhánh nhẹ nhàng linh hoạt chạy chậm thậm chí không ngờ nhịp của đàn tam huyền sáo dọc khiến vó ngựa tung bay trọn bộ động tác như điệu múa tao nhã lưu loát người vây xem thậm chí bỏ quên thân phận của hắn mà phát ra tiếng ủng hộ vượt ra ngoài ý người chính là thế này khi đầu con ngựa của tiếu dương vượt lên lướt qua điểm cuối cùng ly rượu trong tay của hắn vẫn tràn đầy rượu cùng uống một chén chứ tay trái tiếu dương nâng chén đi tới trước mặt tư mạc đứng ở cách đó không xa cười dùng ngôn ngữ bổn tộc lô lộc hỏi. Ở đây đã gần 2 tháng, Tiếu Dương đã sớm dựa vào trí nhớ học được lưu loát ngôn ngữ lô lộc, vốn dáng dấp hắn mũi cao con mắt sâu tóc hơi xoăn, lại hàng năm chinh chiến phơi rất đen, mặt sát nhĩ ngõa, đứng chung một chỗ cùng dân bản địa giống như cũng không phải quan quân người Hán, giống như là thủ lĩnh bộ lạc khác. Đầu tiên là tư mạc đen gầy của lô lộc sững sờ, trầm ngâm một lát cuối cùng cười sảng lãng đứng sóng vai cùng Tiếu Dương, đưa tay phải ra nắm ly rượu cùng hắn, hai người mặt dáng mặt vành tai và tóc mai chạm vào nhau cùng uống một ly rượu uống một hớp nói đâu đâu mấy câu hoan nghênh khách nhân phương xa uống một hớp nữa nói vài lời hữu nghị lâu dài nhiều lần cho đến trong chén không còn rượu tiếu dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái rốt cuộc đã cùng tay cộng ẩm một lòng uống rượu với tư mặt lô lộc coi như là trước sai lầm hỏa hoạn ở bên kia hắn đã hoàn thành một chuyện lớn vào thời khắc cùng nhau uống rượu này chỉ vì cường hóa hữu nghị bộ lạc mà uống uống hết ly rượu liền kết làm đồng minh tốt thành bằng hữu chân chính giữa bằng hữu cần hỗ trợ thậm chí cùng nhau giúp bạn không tiếc cả mạng sống không phải lừa gạt mặc kệ tư mạc là thật tâm hiểu triều đình hay suy nghĩ muốn kết giao bằng hữu thậm chí là không thể không vì tiếu dương có một ngàn nhân mã binh lực mà khuất phục nếu trước mặt của mọi người ông không cự tuyệt đồng lòng uống rượu ở trên trình độ nhất định coi như đã lôi kéo được ông cùng phát triển phía sau vô cùng có lợi đúng như tiếu dương đoán ban đêm hôm ấy hắn cùng với tư mạc đứng ở đỉnh núi nhìn ánh lửa thiêu đốt hừng hực đỉnh núi đối diện thì đối phương thở dài một tiếng thừa nhận nói, xem ra ngài đoán không sai, thật sự là cháy rừng. Lời còn sót lại, ông không tiện nói, lấy cớ đêm khuya đám tiếu dương cần về nhà không hề tán gẫu nhiều nữa, rồi lại phái hai tiểu tử lương thiện biết đường biết nói chuyện hộ tống bọn họ. Dọc theo đường đi, hai dân bản địa này đều nói đến các loại bát quái, ví dụ như, thứ sử ở khu vực bộ lạc đối diện không giống nơi chúng ta, nghe nói quan bên kia không thích ngày lễ của họ, cho là cõi đời này chỉ có ông Táo không có hỏa thần. Cùng với, thủ lĩnh bộ lạc đối diện có một nữ nhi xinh đẹp mười dặm tám thôn quanh đó đều có người tới cầu hôn, thậm chí còn bị đại quan người Hán coi trọng, cũng không biết cuối cùng nàng gả cho người nào. Tiếu Dương chỉ cười không nói, ông tử thần lại lập tức giơ chân nói, đây là kể chuyện xưa chứ gì. Quan nhậm chức cần tránh thành thân có được hay không? Quan giám sát tại chức không được cưới dân nữ khu trực thuộc làm thiếp, nếu không sẽ bị đánh một trăm trượng. Làm bừa là có thể, nơi này núi cao đường xa, triều đình không quản được nhiều như vậy. Tiếu Dương khẽ nắm tay Uyển Như, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn và thê tử từng thảo luận qua chuyện này, một nghìn tướng sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết lại phần lớn không mang theo thê thất, sáng sớm Uyển Như đã từng chất vấn có thể bọn họ gây ra chuyện gì đó cùng với nữ tử bên này hay không. Ngươi tình ta nguyện ngược lại có thể được, chỉ sợ Uyển Như do phu quân diều lấy đung đưa trên cầu, không khỏi nhìn về ánh đỏ lộ ra bên cạnh núi, than khẽ, nửa câu sau mặc dù đã bị gió đêm âm trầm thổi tan, lại không khỏi làm người căng thẳng. Hai ngày sau Tiếu Dương mang theo một hũ trụ gạo hương hoa lại uyển như làm đi thăm nhà tư mặt lô lộc, muốn đi thám thính nhân thủ ông phái đi trước đó có mang về tin tức gì hay không. Tư mặt tiếc núi nói cho hắn biết tộc nhân đi hỏi còn chưa trở lại, lại muốn mời Tiếu Dương ngồi ăn cơm rồi về, để hắn và mình cùng nhau hút mấy hơi thuốc lào. Hai người cứ ngồi ở ngoài phòng nhìn dãy núi vẫn còn đang cháy ở đối diện, ôm ly rượu hút ống thuốc lào thô dài hai thước, đồng thời nói chuyện, Tiếu Dương và Tư Mạc cũng mơ hồ trên mặt lộ vẻ không hài lòng, vì người của ngọn núi kia mà âm thầm lo lắng. Rõ ràng lễ hội đốt đuốc cũng đã kết thúc, đỉnh núi bên kia vẫn có ánh lửa, thậm chí thế lửa còn đặc biệt hung mãnh. ban đêm xem tin tượng mấy ngày gần đây cũng không thấy có khuynh hướng trời mưa, làm người ta lo lắng không thôi. Chỉ mong có thể thuận lợi tắt lửa, Tư mạc nhìn ánh lửa thu nhỏ nâng lên cao thở dài. Mặc dù hôm qua ông đã nghe Tiếu Dương khuyên phái người đi trong rừng mở ra một vùng cách ly, đốt mấy ngày nữa cũng không sợ thế lửa lan tràn đến địa giới khác. Nhưng mà, tuy là bộ lạc khác, trong ngày thường đã từng có tranh cãi đất đai, nói cho cùng đều cùng tổ tông, nếu huynh đệ xảy ra chuyện, tư mạc Bạch Thủy Hà lại có thể ngồi nhìn mặt kệ ư. Cho dù là chỉ cháy rừng đơn giản ông cũng muốn đi cứu viện một phen, túi nước cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ truyền tin tức là có thể dẫn mọi người lên đường ta đã báo lên cấp trên cầu xin thủ dụ nếu người bên kia có nhu cầu ta cũng có thể điều động đi hỗ trợ đến lúc đó ngài cứ mở miệng tiếu dương vỗ ngực bảo đảm thành tư mạc còn chưa nói hết lời chỉ thấy có hai tiểu tử mặt mày xám cho y phục rách rưới được mọi người nâng từ dưới chạy tới tư mạc bạch thủy hà vốn tưởng rằng là người được phái đi trở lại báo tin còn ngồi yên bất động chờ hai người kia đến gần sau khi nhìn thấy rõ mặt ông lại đột nhiên đứng lên, cả kinh nói, đây là sao? Sao là người của bộ lạc phía bên kia chạy tới? Hẳn là cầu viện, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hai người kia vừa thấy được tư mạc bạch thủy hà thì bịch hai tiếng nằm rạp quỳ xuống, chào hỏi sau đó khóc lóc nức nở nói, y mạch chết rồi, bị cẩu quan ép chết cháy rồi. Nghe vậy nhất thời tiếu dương lạnh rung, hắn đã nghe được trong bát quái, nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc trong ngọn núi bên cạnh, là mỹ nhân nổi tiếng khắp mông châu, nghe nói đến con trai của tư mạc bạch thủy hà cũng từng có tính toán cầu hôn cô nương này nàng trả lời là mình đã có người yêu rồi như vậy có thể thấy được trong một câu nói ngắn ngủn này chứa lượng tin tức khổng lồ một thiếu nữ đã có người yêu tại sao lại bị buộc chết dạng cẩu quan gì có thể bức tử nữ nhi của tư mạc lô lộc tộc nhân sẽ mặc cho nàng bị thiêu chết mà không ngăn cản ư chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cháy rừng kéo dài liên tục kia hay không tiếu dương yên lặng đứng ở một bên nghe hai người truyền lời này đang lộn xộn kể lại chuyện đã xảy ra thứ sử đại tề quản lý bên kia hẳn là người tu đạo khi biết chuyện lễ hội đốt đuốc hắn ta hạ lệnh cưỡng chế yêu cầu thủ lĩnh tộc lô lộc lệnh cho tộc nhân không cho tế hỏa thần chỉ có thể lạy ông táo sau khi đối phương căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình không có kết quả chỉ đành phải bằng mặt không bằng lòng quyết định lén lút làm lễ hội đây chính là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất mỗi năm một lần của ô man tập tục đã sớm truyền thừa mấy trăm năm làm sao có thể bởi vì cẩu quan không vui mà hủy bỏ. Nghe đến đó đỉnh đầu Tiếu Dương cũng sắp tức giận đến bốc khói xanh rồi, hắn cũng rất muốn mắng một câu, cẩu quan, cẩu quan ngu vật lờ. Lễ hội Đốt Đuốc là một ngày lễ long trọng tương tự tế hỏa, theo tuổi, cầu năm trong mùa xuân của Hán tộc, phạm vi truyền thừa rất rộng lớn, ở địa khu Tây Nam Di tối thiểu có 2 phần 3 nhân khẩu Hán tộc tán thành lễ hội Đốt Đuốc này bọn họ dùng lửa thánh khiếp cầu xin trời xanh chiếu sáng rực rỡ con đường làm quan vào năm sau, hy vọng mưa thuận gió hòa mọi sự an khang. Không cho phép đốt lửa, chẳng phải là nguyền rủa một năm người ta trôi qua không thuận. Đáng ghét hơn chính là, đô ý đóng ở đó lại coi trọng nữ nhi y mạc của thủ lĩnh, yêu cầu dân lên nạp thiếp, cô nương này cẩn thận đỏ sức rất lâu, cuối cùng nói ra hy vọng quả nghị đô ý tham dự trận tranh tài lễ hội đốt đuốc nếu có thể đoạt giải nhất ba lần cam tâm tình nguyện ủy thân cùng hắn, nếu không nguyện ý tham gia, mặc dù lấy được người của nàng cũng chỉ có thể là một cổ thi thể lạnh lẽo. Người hán hèn hạ kia rõ ràng đồng ý yêu cầu của y mạc, nhưng trong ngày đầu tiên đã dẫn theo quân đội vọt vào. Hán tử mặt đen kia trợn tròn mắt, trong mắt mang lệ cắn răng nói, hắn còn nói thứ sử không cho phép chúng ta chơi hội. Hai người kia thuật lại tình hình lúc ấy hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh tư mạc còn ngồi một người hán hèn hạ trong miệng bọn họ, vì vậy, tiếu dương bất đắc dĩ nằm cũng trúng đạn trong đầu hắn đi theo miêu tả của đối phương tự mô phỏng ra hình ảnh thảm thiết quan viên văn võ cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết ở chung một chỗ mang binh vọt tới hiện trường thánh điển của lô lộc cắt đứt nghi thức tất ma đọc kinh cầu phúc ra lệnh cưỡng chế hủy bỏ thánh điển rồi sau đó quả nghị đô ý lại chỉ ra nếu y mạc nguyện ý theo hắn ta trở về sẽ lập tức thu binh không truy cứu trách nhiệm đối phương nữa truy cứu hắn ta muốn truy cứu chuyện gì Tiếu Dương cảm giác trong lòng của mình cũng có chút lạnh cả người, truy cứu trách nhiệm một dân tộc đã cắm rễ vô số năm tháng ở địa khu Tây Nam vui vẻ tổ chức khánh điển của bổn tộc mình. Dĩ nhiên y mạc không chịu nịnh nọt người bội ước này, cô nương tính tình cương liệt này quay người nhảy vào trong đống lửa lớn nhất thôn làng dùng để tế lễ. Thậm chí nàng còn sợ mình không chết được, nhìn tình lang yên lặng rơi lệ ngay sau đó dùng yêu đao luôn mang bên người hung hăng đâm vào ngực. Gặp tình hình này, trong bi vẫn tình lang y mạc rút đao bổ tới quả nghị đô ý, mà vốn mọi người lô lộc đã nhẫn nhịn lập tức hăng hái chống lại trong chiến đấu ai cũng không để ý cây đuốc ném đi nơi nào cho tới bất tri bất giác đã cháy rừng câu chuyện này ngược lại có chút tương tự truyền thuyết cô nương hỷ thức trong trí nhớ tiếu dương khói xanh theo cháy cô nương hóa thành thần vụ của sơn trại mỗi khi hỷ thức kêu to thì từ nơi xa là có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của nàng tiếu dương nghĩ tới đây đột nhiên vỗ óc một cái không đúng bây giờ không phải là thời điểm nhớ lại chuyện xưa truyền thuyết này và phản kháng dân tộc cấp bậc ác bức luôn là hỗ trợ lẫn nhau phía dưới nên là đánh vỡ ác bá thống trị hắc ám chứ nhỉ cõi đời này hai tộc đánh nhau thì ngoài muốn ca tụng tình yêu kiên trinh bất khuất quan trọng nhất vẫn còn cần giải quyết yếu tố chính trị núp ở sau đó nói điểm chính tiếu dương lấy lại tinh thần nghe đối phương vẫn còn đang dông dài kể chuyện xưa nhất thời không nhịn được nói hiện tại bên kia rốt cuộc có tình huống thế nào đây là cần giúp một tay tắt lửa hay là muốn giúp một tay đánh nhau hoặc là muốn tìm người hòa giải với quan viên triều đình con mẹ nó cũng không phải là quán trà kể chuyện cổ tích thích kể tỉ mỉ chuyện tương tự như thế thì có ích gì người truyền lời sửng sốt trong lúc nhất thời không biết rõ thân phận của tiếu dương chỉ thấy kiểu tóc hắn tương tự người hán trên người lại khoác sát nhĩ ngõa trong miệng lại nói ngôn ngữ của bổn tộc thì xem như là thông dịch hoặc là thương hành lại thấy hắn ngồi ngang hàng tư mạc bạch thủy hà có thể thấy được địa vị không thấp người nọ ở trước mặt tiếu dương thỉnh cầu tư mạc phái người giúp một tay tắt lửa còn nói đám người hán kia đã bị giết bắt lại không lật nổi gió nữa có thể đã sợ triều đình điều binh trấn áp một lần nữa thủ lĩnh phái hắn ta truyền lời không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu làm phản nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh tiếu dương đá một cước đạp người nọ ngã trên mặt đất nhấc chân đè lên bộ ngực hắn ta đồng thời rút trường đao ra liếc mắt nhìn quát lên thúi lắm ngươi lặp lại lần nữa xem Lúc này người cầu viện mới phát hiện ra dưới áo tràng, sát nhĩ hỏa của Tiếu Dương là áo gấm trường sam cổ tròn của người Hán, vả lại phẩm chất không tầm thường tú công hoàng Mỹ, vừa nhìn là biết đại biểu thể diện quan lại quyền quý, so với quan gia cưỡng bức y mạc còn phú quý hơn. Hai người không khỏi kinh ngạc nhìn Tiếu Dương lại nhìn tư mạc, một lát sau cũng nói không ra lời, càng cho rằng huyện lệnh Bạch Thủy Hà đã triệt để đầu phục người Hán. Đối mặt với biến cố bất thình lình này, người vây xem đều sững sờ, rồi sau đó nam tử trung niên rối rít giữ yêu đao ở tay muốn lập tức rút đao khiêu chiến rồi lại nhớ tới người hán này giao tình với thủ lĩnh mình cũng không tệ còn thường mang theo các loại thức ăn chính bọn hắn làm phân phát cho bọn nhỏ hình như nhân phẩm rất tốt trong lúc nhất thời không biết mình nên đứng ở bên nào ở bên trong giằng co không khí khẩn trương dần dần tràn đầy ở bốn phía chiến hỏa giống như hết sức căng thẳng huyện lệnh bạch thủy hà đứng dậy muốn tiến lên đè tay tiếu dương lại nói vài lời khuyên giải thế nhưng hắn lại thu đao của mình xấu hổ nói, xin lỗi, nhất thời xúc động luống cuốn. Ta đây thân đang giữ chức quan, không có biện pháp. Dứt lời, hắn đỡ dậy nam tử bị hắn gạt ngã, khách khí phủi bụi, thuận tiện còn giới thiệu thân phận của mình tả quả nghị đô úy côn lĩnh, tinh binh dưới trướng hơn ngàn người. Dẫn đến đối phương càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, hơn ngàn người, còn nhiều hơn nam nhân tráng niên của cả bộ lạc bạch Thủy Hà. Mình chạy đến nơi này khuyến khích tư mạc khởi binh phản triều đình, đây không phải là dê vào miệng cọp sao. Huyện lệnh Bạch Thủy Hà cũng nước đắng đầy bụng không có cách nào nuốt xuống, ông và bộ lạc bên cạnh luôn trái phải rõ ràng vấn đề là từ trước đến giờ đều là như chim liền cành, y mạc cũng là hậu bối bản thân thưởng thức, nghe tin cái chết của nàng rất là thương cảm phẫn quốc, nhưng rốt cuộc có muốn vì thế khởi nghĩa hay không cũng là một vấn đề cần lén lút thương nghị. Có thể nào còn chưa thương thảo đã đặt tới ở trước mặt người giữ chức vụ đô ý. Không đợi ông nói vài lời xã giao trấn an hai bên, Tiếu Dương cũng đã giỏng giạc phân trần. Ta xin lỗi vì đã rút đao, lại không đồng ý đề nghị của thủ lĩnh nhà ngươi, phản triều đình cho các ngươi ít lợi gì. Chẳng lẽ giết cẩu quan đồng thời hán tử lô lộc cũng sẽ không dân mạng ư? Chiến tranh năm ngoái dừng lại cho đến hiện tại trong rừng còn có đất khô cằn, sau chiến tranh người già, phụ nữ và trẻ nhỏ ăn cái gì, uống gì. Người giúp đỡ lấy lại tinh thần cũng đối chọi gay gắt, tức giọng quát lên, vậy y mạc chúng ta chết lãng phí ư vì báo thù còn cần suy tính chỗ tốt gì. Bên kia các ngươi gặp phải cẩu quan, bên chúng ta có thứ sử Côn Châu, đô ý chiếc xung tuy nhiên cũng không làm loạn, báo thù vậy chính ngươi báo thù đi, kéo huynh đệ ta vào làm chi. Tiếu Dương vừa mới dứt lời đã nhớ lại nhóm người đô ý chiếc xung mới rời khỏi chiến loạn nhỏ vào năm ngoái, vội vàng kéo tư mạc lại bổ sung nói, ngài phân xử thử, bên này kể từ khi ta tới có người nào đoạt lấy dân nữ. Có ai đề cao thuế má? Có ai lãng phí qua bất kỳ kẻ nào không? quả thật không có, người với người, quan và quan là có khác nhau. Bây giờ Tư Mạc nói lời rất công đạo, bản thân Tiếu Dương đã từng thấy quan viên tốt nhất triều đình, trong lời nói toát ra một loại tình cảm chân thành tha thiết, hắn muốn cho mang hắn sống chung hòa bình, muốn để cho mọi người an cư lạc nghiệp. Bao gồm thê tử của hắn cũng vậy, thường thấy nàng rất kiên nhẫn dạy người canh cửi theo hoa, dạy người dùng mía nấu đường, ép đường như thế nào, phu thê hữu ích với bộ lạc như vậy, có thể làm bằng hữu. Vậy mà, huyện lệnh Bạch Thủy Hà lại không giống Tiếu Dương nói người bộ lạc đồng căn đồng nguyên bên cạnh bỏ thù hận, cái gọi là không duy trì một gia đình, toàn chi không gánh nổi, không duy trì một chi, một mảnh bị cướp sạch, thân là thủ lĩnh lô lộc ông cũng có lập trường của mình. Sau khi trấn an, ngay sau đó ông phái người đi giúp một tay dập lửa, về phần bước kế tiếp làm như thế nào, Tiếu Dương trầm giọng nói, cư ni môn cách, ngay tức thì triệu tập hội nghị bộ lạc đoàn kết ngăn địch, thương thảo nhiều mặt cuối cùng đạt thành quyết định nhất trí chờ đưa hai vị nhờ giúp đỡ đi nghỉ ngơi, dùng cơm, huyện lệnh Bạch Thủy Hà nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Dương, không thể làm gì nói, ngài mau trở về, gần đây đừng tới nữa, chuyện như vậy ngài không thể dính vào nữa. Nếu đã nói đến chuyện khởi binh phản triều đình, vốn phải trực tiếp bắt vị quả nghị đô ý này giữ lại làm con tin, thế nhưng ông lại không có cách nào vượt qua cửa ải trong lòng mình, mới uống rượu đồng lòng xoay người đã trở mặt, cách làm này quá ti tiện, lan truyền ra ngoài sẽ không có cách nào khác làm người nữa rồi, kim nhiệm đức của chính ông phải công chính mà nghiêm minh. Chờ ta nói hết lời rồi đi. Bọn họ là bị uất ức nếu muốn báo thù, ngài cũng bụng làm dạ chịu, trước đại náo phải biết rõ thù này nên báo ai. Tiếu Dương chỉ vào đỉnh núi đối diện trầm giọng nói, đó là hai đầu của cẩu quan quản lý, không phải cả triều đình, không có quan hệ gì với côn lĩnh côn châu chúng ta. Vì tình cảm huynh đệ không hỏi đúng sai mà đánh toàn bộ sao. Huyện lệnh Bạch Thủy Hà khoát khoát tay, cao mày nói, chuyện này không đơn giản như vậy mâu thuẫn từ xa xưa tới nay đã tồn tại vì vậy tính toán ngay cả ta cũng muốn giết sao muốn đốt cả xưởng mỏ muối xưởng ủ trụ mới vừa xây của bên ta gồm quay sợi bên này xưởng ép đường của các ngươi sao hôm qua nương tử của ta vẫn còn đang nói với tiểu tôn tử của ngài muốn làm cho nó đồ đường để ăn ngài lập tức đi phá hủy lòng tràn đầy mong đợi của nó sao tiểu dương liên tiếp hỏi ngược lại sau đó nghiêm mặt nói để dân chúng ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất, một khi chiến tranh nhất định là cảnh hoàn tàn khắp nơi. Đối phương lập tức hỏi ngược lại, vậy thì có thể yên tâm thoải mái nhìn người khác chịu tội. Ngoại trừ sách đao giúp một tay chẳng lẽ sẽ không biện pháp khác khiến ác nhân phải gặp báo ứng. Tiếu Dương im lặng lắc đầu, hơi buồn bực nói, theo như luật đại tề, đô ý này không thể lấy nữ nhi dân chúng dưới quyền quản lý, làm trái luật thú thiếp tội tăng thêm hai bậc. Về phần không cho phép tổ chức lễ hội, đây cũng là lời nói vô căn cứ, không ai có loại quyền lợi này. Loại quan bức dân làm phản này nếu báo lên, thứ sử Mông Châu phải làm chủ cho bọn họ, đánh 100 trượng, đầy một năm đều là nhẹ. Hắn sẽ làm chủ cho chúng ta. Tri huyện Bạch Thủy Hà không khỏi cười lạnh, nghe nói đô ý bức tử y mạc là hoàng thân quốc thích. Ngài có biết Bạch Diện Thư Sinh ta mang đến tham gia thi đấu bắn tên là ai không? Tiếu Dương vỗ óc một cái, im lặng. Che giấu hoàng thân chân chính, người nhà mẹ đẻ của một tiểu phi tần còn dám diễu võ dương oai hắn chẳng lẽ cũng là hoàng thân quốc thích hay sao huyện lệnh bạch thủy hà thấy vẻ mặt tiếu dương khó chịu nhất thời có chút thấp thỏm người trẻ tuổi kia giống như là người thích lên mặt dạy đời lúc rảnh rỗi nhàm chán từng gọi đứa bé bên này qua sông tập viết cùng hắn lại không nguyện ý học chỉ nghịch ngợm đi chơi nghe nói còn làm bút lông giấy mực của hắn rối thành một nùi đó là con của đại trưởng công chúa tương dương ngoại tôn của hoàng đế một người cưỡi ngựa khác là con của tương vũ quận vương tiếu dương cười khổ nói vốn ta không muốn nói thật ra thì ba người chúng ta đều là hoàng thân ta là ngoại tôn vĩnh an vương thậm chí bao gồm thê tử của ta nàng cũng là nữ nhi của huyện chủ huyện lệnh bạch thủy hà kinh ngạc nhìn chăm chú tiếu dương nói thẳng triều đình cũng biết nơi đây vắng vẻ mà các loại quan hệ phức tạp thiếu quan tốt thậm chí có người lòng tham không đáy quen chiếm đoạt không nghe quốc pháp cho nên mới phái chúng ta tới này ở trong cư ni mông cách thì ngài có thể lựa chọn đề nghị mọi người kiện lên cấp trên, nếu quan lấy quyền thế đề người thì báo ra tên của chúng ta, ta nguyện làm người hòa giải thậm chí giúp đỡ vượt cấp trực tiếp tấu chương lên kim thượng. Nhưng mà, nếu ngài lựa chọn cùng bọn họ đối kháng triều đình, đau trên tay ta sẽ không để ý dính máu. Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Tam Lan đứng thẳng người vẻ mặt nghiêm trang mà nghiêm nghị, hắn không muốn thấy dân chúng sống đầu đường xó chợ, nhưng cũng không e sợ đánh giặc, nếu không phải quyền của người nào cứng người đó định đoạt, vậy tất nhiên hắn rất có quyền phát biểu ngài sẽ không sợ ta trực tiếp bắt ngài trong thoáng chốc huyện lệnh bạch thủy hà lại có một loại cảm giác mình đang nằm mơ đối mặt với câu hỏi này tiếu dương lại mím môi cười một tiếng chưa từng ngay mặt trả lời khi hắn khuyên huyện lệnh lô lộc đồng thời ở bờ bên kia bạch thủy hà uyển như đang dùng lửa nhỏ nấu đường ép sử dụng trứng gà sạch thay nước từng muỗng một vẩy vào nước đường rồi sau đó thận trọng lọc nước trứng loại bỏ bọt tạp chất được nước đường trong suốt mà trắng loãng rồi sau đó nàng lấy nước đường rót vào bên trong khung hổ nhỏ sư tử nhỏ chim ưng đợi nước đường dần dần trở nên lạnh động lại đổ khuôn đã được bôi dầu ra là lấy được một đống kẹo đường đáng yêu không đợi kẹo hoàn toàn đông thì có mấy bàn tay nhỏ bé đưa vào bên trong bồn sứ xanh bắt đầu tranh đoạt kẹo đường hình thú chính mình thích uyển như nhìn về phía mấy đứa trẻ lô lộc cười luôn miệng nói vẫn còn rất nóng đấy đừng nóng vội nha từ từ ăn không đủ ta lại làm cho các con là được Nói xong nàng lại khẽ cau mày nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng đã quá buổi trưa rồi, cũng không biết khi nào phu quân về nhà. Viễn Như đang ngẩng đầu mong đợi phu quân, chợt có đồng bột bên cạnh Tiếu Dương truyền lời, nói hắn đã từ bộ lạc lô lộc qua cầu trở về chỗ ở, chỉ là còn cần đi phủ đô ý cung lĩnh chiếc xung một chuyến, lập tức cưỡi ngựa đi, buổi tối chưa biết khi nào về nhà. Biết được phu quân cũng coi là bình an trở về, lúc này Viễn Như mới phái người đưa mấy đứa trẻ trở về trại, tiễn các khách nhỏ đi nàng xoay người đi phòng ngủ ngồi ở phía trước cửa sổ muốn xem sách nông rồi lại luôn cảm giác mình có chút tâm thần bất định sáng sớm hôm nay tiếu dương mời các khách nhỏ tới đây ăn kẹo lại cầu xin thê tử lung lạc đám trẻ không đợi chính mình về nhà không thể thả người đi khi đó uyển như đã mơ hồ phát giác một chút đầu mối lại thấy vào lúc này hắn ra roi thúc ngựa đi tìm người lãnh đạo trực tiếp của mình không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được nhất định là núi bên kia có biến cố gì đang lúc uyển như âm thầm suy nghĩ chuyện này lại thấy tỷ nữ cận thân bảo châu bưng một ít canh táo đỏ nấm tuyết hầu hạ dùng xong nàng lại không lập tức rời đi một bộ dạng muốn nói lại thôi từ trước đến giờ uyển như rất hòa khí với tỷ nữ trung thành hai đời này thấy nàng có lời muốn nói thì trực tiếp cười hỏi thế nào là chuyện hỏi ngươi trước kia có manh mối còn còn chưa có bảo châu vội vàng lắc đầu vẻ mặt xấu hổ làm thị nữ của hồi môn tuổi nàng và ngân châu tương tự chủ tử lần này đến biên thùy Tây Nam trước khi xuất phát Uyển Như đã đuổi Ngân Châu 18 tuổi lại không muốn đi xa chịu khổ cho lập gia đình, vì lôi kéo nàng lấy được các loại tin tức bên Trương Thị, người được gả cho cũng tương đối khá. Mà Bảo Châu lại là tự nguyện theo tới muốn phục vụ nương tử, sau đó đi theo gả cho người có thể diện, Uyển Như cho phép nàng tự đi chọn lửa, chỉ cần đối phương chưa có thê lại vui lòng là được. Hôm nay có câu hỏi này chính là nàng đã chọn trúng người muốn chủ tử ra cửa buộc cưới ư. Vậy mà, liên tục hỏi thăm bảo châu lại trả lời không phải cái này nghe nói nghe nói sắp chiến tranh rồi phải không ạ à? hả nhất thời uyển như sững sờ giả bộ trấn định nói vì sao hỏi như thế là từ nơi khác nghe được chuyện gì mặc dù giọng điệu của nàng bình thản nhưng mà trong lòng lại có chút phiền não còn chưa thật sự gặp chuyện không may lời đồn cũng đã bay đầy trời nếu thật sự là như thế đây tuyệt đối là đương gia chủ mẫu như mình không cố gắng hết trách nhiệm tương ứng ư ừ mờ có ít người đang truyền có phải sắp chiến tranh rồi phải không ạ à? bảo châu không hòa nhã trực tiếp trả lời nhưng thật sự làm cho nàng để ý cũng là cận vệ của tiếu dương nói cho nàng biết người nọ hơi ái mộ nàng lúc này mới lén lút nhắc nhở gần đây cần phải chú ý nhất định lúc nào cũng theo sát ở bên người nữ quân bởi vì một khi chiến tranh xảy ra bốn phía nữ nhân có thiệt thòi lớn mà bên cạnh nữ chủ tử cũng tuyệt đối sẽ an bài nhiều hộ vệ theo sát mới có thể phòng ngừa ngộ nhỡ lời này vừa nói ra tất nhiên nàng rất khẩn trương cận vệ của tam lan quân nói sắp đánh giặc lý nên là sự thật biển như không hỏi nàng nghe từ miệng người nào chỉ nói mọi người nghị luận những thứ gì bảo châu nói thấy bên kia đốt lửa có chút bận tâm nơi này và tây bắc không giống nhau cũng không có thành tường chỉ có một cầu ngộ nhỡ ngộ nhỡ người bên kia muốn đi qua tuy nói nàng không thấy biến động gì nhưng tam lang quân vội vã chạy tới huyện thành kia làm cho người ta không khỏi sinh lòng thấp thỏm ngộ nhỡ tình hình không tiện thì chặt cầu là được, có gì lo lắng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lội tới hay sao? Viễn Như hời hợt cười một tiếng, về phần lên xuống núi thì càng không cần lo lắng, đường núi hẹp hòi có thể nói là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, không sợ kẻ xấu đánh thẳng vào. Dứt lời, đề tài này tạm chấm dứt, Viễn Như tùy ý lật sách cho hết thời gian, dùng qua bữa tối sớm một chút sau đó thấy cảnh sắc sáng mờ đầy trời, nàng bảo bảo châu ôm cổ cầm lên, tiếu đường chờ tỳ nữ mang theo hương nhang, nệm êm vân vân chính bản thân đi ra ngoài đoàn người đang bước chậm đi không bao xa đã đến bên hẻm núi bên cạnh nhà nước suối róc rách từ nguồn suối đỉnh núi tràn ra dần dần hội tụ lại thành một dòng nước xanh màu xanh ở thanh sơn đang lúc phập phồng nhộn nhạo lại bị công tượng chia ra làm mấy dòng suối nhỏ vòng qua đất đai hội tụ ở bạch thủy hà quyển như đứng ở hẻm núi phân dòng bảo bảo châu đặt cổ cầm của mình ở trên bàn bên trong đình gỗ nhỏ tiếu đường tới trước đốt hương liệu vừa thanh u thanh nhã vừa có thể xông mũi quét phất ghế đá mời nữ quân ngồi xuống. Sau mấy phen điều chỉnh dây đàn, tiếng đàn mượt mà, thâm thúy mà du dương từ ngón tay dài nhỏ mỹ lệ này đang lúc đổ xuống mà phát ra, thỉnh thoảng như con sông chạy chồng thỉnh thoảng lại bắn tia nước nhỏ, dọc nước thanh u. Dưới trời chiều, một khúc nước chảy làm suối nước chảy xuôi róc rách ở giữa núi rừng uyển chuyển phập phồng, gục rửa tâm linh quân sĩ tôi tớ xung quanh. Một lát sau, tiếng đàn ưu nhã uyển chuyển dần dần chuyển thành cảm giác hùng hồn ung dung, ở bên trong mênh mông cổ vận, uyển như dùng tiếng đàn miêu tả đỉnh nhọn trùng điệp hồi âm của khe rỗng và với ngước đầu ngưỡng mộ ý cảnh nước chảy có tiếng núi cao hữu hình hai bên cùng hòa vào nhau hết sức đặc sắc tiếng đàn của nàng không chỉ ở núi non mà còn miêu tả núi sông tráng lệ càng nhiều hơn là lấy tiếng đàn truyền lại một loại thái độ nước chảy núi cao không phải hai âm khúc đứng đầu tìm giao cho tri ân mặc dù bá nha tử kỳ có thể tâm ý tương thông là bởi vì bọn họ ở trong tiếng đàn cảm nhận được phong thái quân tử tự nhiên nhân giả thản nhiên cùng với ý chí đạm bạc yên tĩnh của đối phương tán tụng núi xuyên sông chảy là vì nhờ vào đó ấn dụ tấm lòng rộng lớn giống như biển rộng với tinh thần bình bị sông chảy xiết không quay lại cùng với thái độ núi cao nguy nga cao lớn không sợ hiểm trở đây cũng là mục đích quyển như khải đàn ở chỗ này nàng muốn cho con người biết loại tinh thần lạc quan có chí thì nên này cái gì Người nói rất nhiều đại lão thô nghe không hiểu nghe không hiểu cũng không sao đều sẽ xem hiểu chứ Thân là tiếu tam nương nàng có thể nhàn hạ thoải mái đối nguyệt khải đàn, nơi dừng chân những người khác cần gì phải kinh hoàng. Giờ phút này hành động của biển như hoàn toàn là phỏng theo lời nói của bà bà Thanh Giang quận chúa, lúc bà ở nhà nam nhân ra chiến trường kịch chiến với Tây Nhung muốn mời tức phụ ở trong viện đánh cờ, lấy thái độ bình tĩnh trấn an cả phủ tướng quân đang không khí sốt ruột. Hôm nay, tiếu tam nương tử cũng dùng tiếng đàn nói cho mọi người, bình tĩnh, trấn định. Tiếu tiểu tướng quân ngàn dặm xa xôi mang mọi người tới nơi đây là có ý nam nhi tốt chí ở bốn phương, nói tục một chút tối thiểu cũng phải vì kiến công lập nghiệp, không phải uổng phí cho người ta chịu chết, tất cả, hắn đã có sắp xếp. Mắt nhìn thấy bóng đêm dần dần dày, thay phiên bái phóng đô ý chiếc sung và thứ sử công châu, trên mặt tiếu dương mang vẻ mệt mỏi trở về nhà, vừa dùng cơm tối vừa cố hết sức suy nghĩ triệu tập nhưng không được, cuối cùng, hắn trầm mặt ngồi vào trong đình nhìn Nguyễn Như Khải Đàn cũng không can thiệp chính sự của phu quân, nàng chưa từng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cho tùy tùng lui vừa khẩy đàn vừa hỏi, cần thiếp làm gì. Như thế cũng tốt rồi, nên đánh đàn thì đánh đàn, nên chưng cất trụ thì chưng tất trụ Vốn Tiếu Dương không muốn nói quá nhiều để uyển như quan tâm, thấy bộ dạng nàng trấn định lại đổi chủ ý, không nhịn được nói nhỏ, hôm nay ở huyện lệnh Bạch Thủy Hà có tin tức, bên kia đã phản, bởi vì quan viên đại tề sư cao thuế nặng hống hách, vốn ta muốn thương nghị với đô ý côn lĩnh một phen nên ứng đối như thế nào nói tới chỗ này hắn hơi chút dừng lại sắc mặt lại có chút dữ tợn sao thế quyển như thấy vẻ mặt hắn không tốt không khỏi có chút bận tâm khúc đàn trong tay bắn ra cũng càng thiên về xu hướng về ôn hòa thanh nhã hơi ý trấn an ông ta nói chờ bên kia cầu viện sẽ phái ta mang binh đi tiêu diệt bạo đồ ta trả lời nghe nói quan viên quảng châu đại tề đã bị bắt tất cả ông ta còn nói vậy thật sự bạo loạn đừng cho bọn họ đánh thắng qua sông là được, đây cũng là nhiệm vụ của ta. Tiếu Dương nói xong thì tức giận vỗ bàn đá. Câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng, cảm xúc nóng nảy cũng đã ở trong ánh mắt, ta chính là một người tiên phong ngu ngốc mà. Không nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? Đã có đầu mối bạo loạn không nên lập tức khai thông sao? Cẩu quan. Viễn Như cũng sững sờ, nhẹ giọng nỉ non, cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy chứ, cũng không phải là ngồi chờ chết việc không liên quan đến mình, vắt dò ngồi xem, người nào trong nông nơi khác có nước lũ ngập trời hay không. Tiếu dương hừ một tiếng, cắn răng nói, bạo loạn chính là bên kia, không có quan hệ gì với bọn họ chứ sao, loạn lớn cũng có ta ở phía trước chắn rồi. Thấy bộ dạng hắn tức giận bất bình như vậy, biển như lại biết phu quân mình không phải một người có thể mặc cho người khác xoa nắng, không khỏi hỏi, chàng có tính toán khác. Ừ, có chủ tính cũng không nhất định thỏa đáng. Tiếu Dương gật đầu một cái, lúc trước hắn mới bị người ta nói làm bừa rồi, cũng không nguyện buông tha ý tưởng này. Cấp trên có ý tứ là chờ người giết tới cửa trở tay chém trở về, hành động tự vệ như vậy tuyệt đối không sai, nhưng Tiếu Dương không muốn như thế. Bởi vì duyên cớ trí nhớ, trong xương Tiếu Dương có không ít cảm giác thân thiết với ô mang, vừa nghĩ tới phải đưa lưỡi đau ra trong lòng phát khổ không lý do. Lúc trước từ phủ thứ sử về nhà đi ngang qua bờ Bạch Thủy Hà thì thậm chí hắn đã suy nghĩ qua cơ hội mai phục ở thâm cốc trên bờ sông, nhưng trong đầu mới xuất hiện hình ảnh các loại cơ quan cung nỏ khiến cho nơi này máu chảy thành sông, lại chần chờ không lý do, thậm chí cảm thấy phải tim đau đớn. Hắn không thích chém giết với huynh đệ mình, huyết mạch thân tình khắc ở trong lòng khiến lúc đối mặt với tộc nhân lô lộc tiếu dương không thể giết người như cỏ rác giống như Tây Nhung được. Thỏa đáng Cái gì gọi là không thỏa đáng? Quân vũ thiếp không hiểu, chỉ là ngày trước nghe tổ phụ nói câu, gặp chuyện, vậy xem lương tâm của mình không quản tiền đồ. Nguyễn Như nhẹ giọng nói chuyện, đồng thời nhìn về phía Tiếu Dương khích lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới ánh trăng này nụ cười sạch sẽ mà tinh khiết nhìn hết sức động lòng người. Ư ừ mờ, có đạo lý. Tiếu Dương cũng cười một tiếng, cất giọng nói, ta cũng từng nghe một câu nói, kiếm ở trong tay, có thể chém giết, cũng có thể nhảy múa, quyết định tất cả chỉ là tín ngưỡng trong lòng. Dứt lời hắn bỗng chốc đứng dậy vội vã sai người gọi tất cả phó tướng và hiệu ý mở hội nghị khẩn cấp trải qua nói chuyện với thê tử Tiếu Dương đã quyết định chủ ý muốn làm việc bằng lương tâm cái gọi là tấm lòng theo đuổi sự nghiệp chỉ một phần và một phần tấm lòng thiết thực quan trọng nhất mục đích hắn tới đây cũng không chỉ là vì công trận cho nên quan niệm tinh khiết của bề tôi thôi tương không có quán triệt thi hành ở nhà mình có thể đang thể hiện hoàn mỹ trên người cháu rể sau đó mấy ngày Tiếu Dương trải qua một phen bố trí để chỗ ở Hoàng Mỹ thể hiện cái gì gọi là ngoài lỏng trong chặt. Dọc đường lên núi nên có trạm kiểm soát thì cũng không thiếu một cái, các loại cơ quan cái gì cần có đều có, tướng sĩ vẫn mỗi ngày luyện tập, tiếng la chấn động cả trời mà ở bên trong ruộng đồng nên cắt lấy lương thực tôi tớ lại vẫn làm việc tay chân từng bước. Công việc chủ trì chân tất rượu uyển như đã lựa chọn cây cao lương thích hợp, phơi nắng say nghiền dược liệu trầm hương, đương quy, xa xa nhìn lại, cảnh tượng chỗ ở rất tươi tốt phồn thị. Nhờ mà Tiếu Dương lại mang theo một đội tinh anh nồng cốt, cải trang giả bộ xâm nhập thủ phủ chỗ ở của đầu lĩnh bộ lạc Lô Lộc. Tiếu Dương đi lần này chính là gần nửa tháng không có tin tức gì, chỗ ở quân sĩ đều do từ hàng ninh quản lý ngày đêm tuần tra, luyện tập, phó tướng trịnh cung lượng trên danh nghĩa là phụ trách quản ôn thất lan đừng làm cho hắn thêm phiền, cùng với áp chế một đám tôi tớ. Tiếu gia có thôi uyển như quản không cần hắn quan tâm, gây khó cho người ta cũng là hạ bột nhà mình và ôn gia. Ngày trước mặc dù vị con trai trưởng nhà quận vương này không tính là ương ngạnh cũng là con em quyền quý vô cùng bá đạo, nghe người khác nói quan thất phẩm trước cửa tể tướng, lời nói này hắn thường cảm thấy vinh hạnh. Chờ sau khi hắn tự mình quản lý một đám quyền quý tôi tớ, hắn mới thâm thiết cảm nhận được những người này làm người khác cắn răng nghiến lợi cỡ nào. Tôi tớ trịnh gia, ông gia ở Kinh Thành cũng vậy, nếu chạm mặt trên đường còn phải tranh luận một cái rốt cuộc người nào nên nhường đường, hôm nay các tinh nhuệ bị nhốt lại trong cùng ngọn núi, ra cửa cuối đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp khó bảo toàn không có thời điểm đánh nhau. Lặng lội đường xa đến biên giới Tây Nam khi mọi người cố thu dọn nhà, xây nhà khai hoang, ân cần săn sóc sức lực coi như thu liễm, hôm nay miễn cưỡng coi như là an cư lạc nghiệp, chuyện huyện lân cận tạo phản cũng không còn truyền ra, người rỗi rảnh tính toán dần dần xông ra khỏi cửa trong lòng mình. Tranh đoạt địa bàn, đùa dẫn tiểu cô nương, khuyến kích chủ tử chèn ép người khác thậm chí còn có đi trên đường thấy người không vừa mắt sẽ mắng đôi câu, không phải trường hợp cá biệt. Gây chuyện đều là quản sự chút có mặt mũi, trịnh cung lượng vừa lo lắng tình thế bên ngoài, vừa quản lý đống chuyện rối loạn trong nhà, buồn bực đến khóe miệng bỗng rột một chuỗi. Coi trọng tiểu nương tử thôi gia. Chẳng lẽ không phải trước tiên cầu xin nữ quân đồng ý sau đó tìm thôi gia dò ý tứ sao? Ngươi làm thế nào? Trịnh cung lượng nhìn chầm chầm quản sự trẻ tuổi quỳ gối bên chân hắn, cắn răng nghiến lợi quát lên, không biết xấu hổ sao. Ba ngày ban mặt đùa giỡn người ta, thêm vinh quang cho ta nhỉ. Ngồi ở sau tấm bình phong Triệu Thụy liên lấy khăn lụa màu hồng che miệng không tiếng động cười một tiếng, rồi sau đó chỉ điểm tỳ nữ cận thân bưng một chén trà táo lá trúc thanh nhiệt tới bên tay Trượng phu đang giận dữ, lá trúc xanh nhộn nhạo ở trong chén sứ trắng có mùi thơm ngát, nhẹ nhàng an ủi tâm tình của hắn. Trịnh Cung Lượng theo bản năng nhận lấy bưng đến khóe miệng còn chưa kịp uống một hớp, thì nhìn thấy sống lưng của quản sự quỳ xuống đất hơi trầm xuống hình như là thở phào nhẹ nhõm, hắn trừng mắt vung cánh tay lên nện chén trà vào bên chân quản sự. Kéo ra ngoài, đánh ba mươi trượng đánh xong trói trên cây thì chúng răng đe cho ta trịnh cung lượng giận dữ nói lại cố ý nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng thê tử sau tấm bình phong cắn răng nói ai cũng không cho cầu cạnh gặp tình hình này tất nhiên triệu thụy liên không lên tiếng chờ tất cả tôi tớ thối lui khỏi nhà chính lúc này nàng mới chậm rãi đi ra dịu dàng lôi kéo cánh tay trượng phu khuyên nhủ xin bớt giận tội gì đã thương mình khi nói chuyện trong mắt của nàng mơ hồ ấn chứa lo lắng ý giận dữ tổn thương gan tức giận cũng không hay. Nhìn đám khốn kiếp kia sẽ tức. Trịnh cung lượng mang vẻ hung dữ, nói, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Chủ lực đốn củi là quân sĩ tiếu gia, khai hoang, làm ruộng cũng là bọn hắn, trồng rau, chưng cất rượu chính là người thôi như nương, nàng nói nhà của chúng ta trừ thêm phiền còn có thể làm gì. Nhà của chúng ta, đã từng. Giúp một tay. Triệu Thụy Liên lúng túng cười một tiếng, suy nghĩ kỹ một chút trong mấy tháng này quả thật chủ sự vẫn là tiếu gia, bọn họ cái gì cũng có thể làm cũng còn được chỉ cầu người khác đừng can thiệp loạn thôi giúp một tay hừ giúp qua loa trịnh cung lượng cười lạnh một tiếng lại không biết làm thế nào thở dài hắn đùa dẫn hình như là tỳ nữ bên cạnh như nương đưa phần lễ tạ lỗi qua đi được thiếp sẽ đi triệu thụy liên bảo tỳ nữ chuẩn bị lễ lại ngồi vào bên cạnh phu quân dịu dàng khuyên nhủ từ từ dạy dỗ đều sẽ tốt gấp cũng không được thật ra thì trong lòng nàng muốn nói nhất cũng là sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế chuyện này cũng chỉ là trên làm dưới theo thôi sớm đã có đầu mối quản sự tuổi trẻ phạm tội đã từng là thư đồng của trịnh cung lượng sau khi tuổi lớn không thể ra nhập nội viện mới thả ra ngoài làm quản sự nho nhỏ từ nhỏ hắn đi theo chủ tử cũng coi là kiến thức rộng rãi thật ra thì lan quân nhà hắn cũng là đùa dẫn tiểu nương tử giữa ban ngày ở trên đường mãi cho đến sau khi thành thân với triệu thụy liên trịnh cung lượng vẫn mèo trêu chọc chó thị cơ trong nhà có thể nói là tốt năm tốt ba trăm hoa đua nở nếu không hắn cũng sẽ không bị song thân đầy đi đến biên thùy tây nam chịu khổ mà triệu thụy liên luôn luôn hiền thục xinh đẹp nho nhã lại là hiền thê gương mẫu không đố kỵ chưa bao giờ từng khiến trịnh lan chịu bất kỳ gò bó nào có thể nhìn hắn trái ôm phải ấp thứ tử thứ nữ cũng đi ra trong lòng có thể không cảm thấy uất ức ư quản sự nho nhỏ của mình bởi vì sắc mà đắc tội tỳ nữ cận thân thôi uyển như Triệu Thụy Liên hy vọng nhất cũng là trong lúc giận dữ phu quân có thể tỉnh lại đúng lúc, quân tử cần giữ mình trong sạch, thanh nhã trang trọng mới có thể một thân chính khí làm quan vì dân. Cũng không biết như nương dạy dỗ người làm thế nào, quy củ rất tốt. Triệu Thụy Liên nhìn sắc mặt phu quân không tốt chỉ đành phải tìm chuyện khác, ấy nấy nói, cũng là trách thiếp, tính tình quá mềm yếu không quản được bọn họ. Có liên quan gì tới nàng? Trịnh cung lượng làm sao mà có thể không biết theo dệt chuyện đều là tâm phúc của mình, thì tỳ thê tử cũng không dính vào người nào thật may là vẫn còn ôn gia cùng không có quy củ mới không có vẻ trên mặt hắn quá khó khăn lúc nói chuyện hắn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn thê tử mặc áo màu sáng có lẽ nguyên nhân thủy thổ khác nhau vốn khuôn mặt nàng cũng không mập càng trở nên thon gầy có chút tái nhợt trên váy ngắn màu xanh dương nhạt theo hoa sen tinh xảo không chỉ không có nổi bật lên dịu dàng của người ngược lại cảm thấy áo và người có chút tách rời mấy ngày này thật là khổ cho nàng phải bồi bổ cho tốt Trịnh cung lượng kéo tay có chút gầy của thê tử, vỗ về nhẹ nhẹ. Hắn còn nhớ rõ hôn tân hôn đó dưới tấm lụa, thê tử lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo ngây thơ, khi đó nàng khiếp sợ cười, trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong, chẳng bao lâu sau lại biến thành cầm bén nhọn cùng với con ngươi có chút vật phồng giống như mặt kính. So với thôi thị uyển như linh hoạt, sáng ngời, đây không phải là trịnh cung lượng ghét bỏ thê tử già nua, mà là đột nhiên ý thức được, bản thân đã từng làm mưa làm gió ỷ thế mạnh không coi ai ra gì, rêu rao khắp nơi khiến cho thê tử thay đổi hắn là một người chán ghét cỡ nào sau khi trời sáng hắn đột nhiên ho nhẹ hai tiếng khẽ ách giọng thở dài nói nàng xem người của tiếu gia vội vàng chưng tất trụ không có thời gian kiếm chuyện chơi chúng ta cũng cho phía dưới người tìm chút chuyện làm không thể nhàn rỗi đến thôi uyển như cũng dùng phương thức đánh đàn trấn an lòng người muốn học cháu ngoại định quốc an ban chính hắn sao lại có thể bại bởi một tiểu nữ tử khi trịnh cung lượng hung hăng trừng phạt người làm chuẩn bị theo quân pháp chỉnh đốn kỷ luật uyển như cũng trấn an tỳ nữ cận thân bảo châu của mình nàng bị quản sự trịnh gia nói lời đùa giỡn nếu không phải tiếu đường giải cứu kịp thời nói không chừng còn phải sờ mấy cái vào lúc này đang bị dọa đến trong lòng run sợ khóc cái gì ta có khả năng không làm chủ cho ngươi sao trong nội thất người mặc váy dài trắng đỏ uyển như sai người đỡ bảo châu khóc té ở bên chân mình uống một hớp nước sau đó nói đã sớm nói hôn sự của ngươi tự mình làm chủ ta sẽ không nói một đằng làm một nẻo tuy trịnh cung lượng là đường cửu, hắn cũng không có quyền lợi bức bách mình gả tỳ nữ tận thân. Hơn nửa giờ phút này Tiếu Dương không ở nhà, chàng đang vì thế cục biên thùy mà buông ba, thân là phó tướng chính hắn có thể khơi lên đại sự tranh chấp ở nội viện sao. Trước khi Tiếu Dương xuất phát từng vài lần bái phỏng huyện lệnh Bạch Thủy Hà, mất không ít miệng lưỡi mới có được lời hứa của ông ấy, quản tộc nhân không đối nghịch với quan hán cung lĩnh, cho dù là huyện lân cận kêu gọi cũng chỉ giúp một tay đánh quan sư cao thế nặng thôi, tuyệt không chân chính nâng vũ khí khởi nghĩa phản triều đình mà ngược lại tiếu dương bảo đảm sẽ dùng đường dây của mình tấu lên trên trợ giúp bộ lạc lô lộc trừng trị quan viên ác bá bảo đảm có thể lấy hợp lý hợp pháp không đánh mà thắng nghiêm trị bọn họ đạt thành hiệp nghị này cũng không phải là bởi vì thành ý và tài ăn nói của hắn mà lực uy hiếp một nghìn tinh binh mới chính là mấu chốt bởi vì tiếu dương có thuật cưỡi ngựa nhất lưu hào hoa phong nhã tài bắn cung đặc sắc lại là con của trưởng công chúa không kém chút nào với hai người là trịnh cung lượng, làm người lô lộc thân thiết cảm nhận được người Hán cũng không phải là yếu đuối như bọn họ nghĩ, cũng không phải là đều tham lam mà nhát gan sợ phì. N. Phức Đến công chúa, quận chúa và con của quận vương cũng có thể liều mạng cùng hảo Hán trong tộc, cũng có thể không chút nào e ngại nguy hiểm tham dự tụ hội của tộc khác, vậy quân đội bọn họ sẽ điều luyện dũng mãnh như thế nào? Ba người quyền quý thậm chí là có huyết thống hoàng tộc tôn thất quyền quý gây ra cho tư mạc bạch thủy hà vô hạn tưởng tượng và hy vọng. Ông cảm thấy tiếu dương bảo đảm là có thể thực hiện được. Ông cảm thấy ở trên người trẻ tuổi này có thể nhìn thấy một tương lai sáng rỡ. Người lô lộc cũng không e ngại chiến tranh, nhưng ai lại không muốn để dân chúng có cuộc sống an ổn, phú sung túc, hạnh phúc. Dưới tình huống này, tại sao ba người có thể nội chiến? Huyện lệnh Bạch Thủy Hà đồng ý không quấy rầy côn lĩnh, nhưng nếu không phải chỗ ở vẫn bày ra cảnh tượng tươi tốt phồn thịnh làm cho người ta cảm thấy kiên kỵ, ai có thể bảo đảm tư mạc lô lộc có thể đột nhiên tiến công kiếm chát hay không? Không thể xung đột với trịnh cung lượng, nhưng Nguyễn Như cũng không nguyện ý để tỳ nữ mình thích nhất chịu uất ức, nàng quyết định chủ ý cho dù là muốn nàng vội vã lập gia đình cũng không thể tiện nghi quản sự nho nhỏ kia. Nguyễn Như lấy chút lời nói có thể nói tiết lộ cho Bảo Châu, trấn an một phen sau đó để cho nàng lộ ra tên đối tượng trong lòng, nếu quản sự đuổi theo không thả là có thể cho phép người này. Hai chủ tớ đang nói chuyện, Triệu Thụy Liên lại mang theo quà tặng tự mình đến tới cửa tạ lỗi. Sau khi uống trà tán gẫu, cuối cùng bỏ qua chuyện này không đề cập tới, mới vừa tiễn Triệu Thụy Liên ra cửa, lại thấy Tiếu Đường đang cầm hộp gỗ cười đi tới. Đây là thư nhà mẫu thân nữ quân đưa tới. Nàng cười vang trêu ghẹo nói, thật nặng, có thể viết thành sách dày rồi đấy. Ba Hoa, mau cho ta xem. Uyển Như cũng miếng môi cười một tiếng, vội vã đảo qua phong thư đại ca viết, lại phát hiện trong đó trừ viết chuyện vì sao thôi Uyển Lan bị đại bá mẫu nhốt ở ngoài mà nàng quan tâm nhất, còn có chuyện thương nhân người hồ. Đời trước, nữ nhi thương hộ có vận khí không tệ gả cho ca ca, đời này nàng ta còn muốn leo cao, hôm nay thôi văn khang nhà cao cửa rộng gặp dư sơ tình không có vị trí của nàng ta, người nhà đó không những không chết tà tâm lại muốn tìm biện pháp khác tới tạo áp lực. Căn cứ vào thông tin, Thương hộ họ Hồ này qua lại buôn bán ở con đường Tây Bắc, từ kinh thành lên đường đi qua Lũng Hữu Đạo tránh Tây Nhung tiến vào địa giới Tây Vực, buôn gia Long, Châu Báo, hương liệu từ An Tức, đại thực, bọn họ cũng thu nhận hàng ở biên cảnh ba khu vực Đại Tề, Tây Nhung, Tây Vực, mà chỗ này thuộc quản lý của phủ An Tây Đô hộ. Cũng chính là nguồn cung cấp buôn bán của nhà bọn họ bị Tiếu gia nắm ở trong tay, nếu phủ An Tây Đô hộ lấy cớ vì chiến sự phong tỏa biên cảnh, có thể dễ dàng cắt đứt đường sống của bọn họ. Vì vậy người hồ gia này cho dù ở trong kinh thành có chỗ dựa cũng muốn lôi kéo quan hệ với tiếu gia để cầu che chở, làm thân còn thực tế hơn nộp tiền mãi lộ, nhưng cố tình gia phong của nhà uy vũ hầu chặt chẽ nghiêm túc đến ba nhi tử cũng không có chỗ để chen vào. Vì vậy, ở kiếp trước hồ gia tìm cơ hội lôi kéo quan hệ với chi thứ hai thôi gia đã sống lâu ở vùng biên cương, bởi vì bên ngoài nói rằng trưởng nữ nhà này đang trên đường thành thân với đích tử tiếu gia thì trưởng phu đã bệnh qua đời, bọn họ cảm thấy tiếu gia sẽ có có chút thương xót với tức phụ chưa qua cửa của huynh đệ ruột thịt này. Nghĩ tới đây uyển như không khỏi cười lạnh, lòng người không nên rắn nuốt voi, một ngày nào đó sẽ tự chịu quả báo. Kiếp trước nàng không rõ chuyện bên ngoài, chỉ có thể đoán được tuyệt đối bọn họ không làm được, vậy mà, mặc kệ đây có phải một quân cờ tệ hay không, chỉ nhìn kiếp này bản thân thuận lợi gã cho chàng vẫn tìm tới thôi văn khang là có thể hiểu hồ gia nghĩ đến chuyện này là không phải ngày một ngày hai. Vô cùng may mắn là bản thân và phu quân nhanh chóng đè chuyện này xuống, hôm nay đại ca và dư thập tam nương kết thân đang định cưới qua cửa, đây chính là cháu gái ruột của lễ bộ dư thượng thư, nếu gia phong của dư gia không nghiêm cũng không thể chấp chưởng lễ bộ nhiều năm như vậy, cháu rể của ông ấy còn muốn trước khi thành thân cưới thiếp, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Trương thị đã bị nhốt, nữ nhi của bà ta thì có thể gây ra chuyện gì chứ? Huỳnh Như khẽ cau mày nhìn thư, đồng thời thầm mắng ca ca mình dài dòng nói nhảm một đống chuyện nhưng vẫn không viết đến trọng điểm, rốt cuộc hồ gia thế nào. Còn võ tiến sĩ thì sao, ngay cả thư cũng viết không tốt mà có thể làm thám hoa lan ư, là bởi vì đây là lần đầu tiên mở võ khoa, vội vàng cử hành không có người tài ba tham dự ư. Thật là hời cho huynh ấy. Rất mệt mới xem xong tờ thư này, vốn vẫn còn đang nói đùa cùng với tỳ nữ, quyển như dần dần trầm mặt. Nữ quân, xảy ra chuyện gì? Tiếu đường thấy sắc mặt uyển như không tốt không khỏi lên tiếng hỏi thăm, hôm nay nàng là tỳ nữ đắc lực nhất bên cạnh chủ mẫu, tuy Bảo Châu được tin tưởng nhất nhưng thật thà chất phát nàng ấy không có cách nào giúp đỡ người giải sầu. Ai da, chuyện phiền toái, uyển như ngẩng đầu liếc nàng một cái, không khỏi thở dài, Tiếu Dương vừa ra khỏi cửa gặp chuyện nhưng không tìm thấy người bàn bạc trao đổi, tán gẫu cũng phải tìm đối tượng thích hợp. Triệu Thụy Liên với tầm mắt có giới hạn và liễu y y đầu óc không rõ ràng lắm đều không thích hợp, cũng chỉ có thể nói vài lời với tiếu đường khôn khéo. Hồ gia muốn trèo lên người ca Ka ca ta, bọn họ gả một thứ nữ cho đoạn vinh hiên nghĩa tử của tào nội thì dám rất được thế trong cung, người này tuổi còn trẻ nhưng đã là tòng ngũ phẩm nội cấp sự. Tuyển như trầm mặt lạnh lùng nói, ca ca nói hồ gia nhắn với huynh ấy, vị đoạn nội cấp sự sắp lên đường đi Tây Bắc, thê tử của gã cũng định thuận đường mang theo thân tỷ muội là hồ nhị nương, cô nương này muốn đi thăm nghĩa phụ. Nghĩa phụ, Bảo Châu đang ngồi nghe nhất thời không kịp phản ứng, nghi ngờ nói, nghĩa phụ của đoạn nội cấp sự không phải ở trong cung sao. Đi Tây Bắc làm gì? Là đại nương hồ gia gả cho đoạn nội cấp sự, nhị nương mới đến dân hương lúc đó, cứu được vị kia. Tiếu đường im lặng nhìn Bảo Châu một cái. Cô nương ngốc này nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, cả kinh nói, a, à, bọn họ còn muốn bám vào Đại Lan quân. Thăm nghĩa phụ không phải là vì lấy lòng trước mặt thôi thứ sử sao, Trương Thị đang bị nhốt không làm chủ được, làm phụ thân lại thưởng cho nhi tử cơ thiếp đi Tây Bắc lui tới một phen cũng gần nửa năm vừa đúng lúc qua hôn kỳ của Thôi Văn Khang, sau khi lấy thê cưới thiếp danh chính ngôn thuận trái ôm phải ấp thật tuyệt. Không phải đại ca định làm quan ở biên giới Tây Nam Thùy Sao, nói không chừng Hồ Gia còn đánh chủ ý lên chuyện để vợ cả ở lại kinh thành hầu hạ trưởng bối, thiếp thị theo hắn đi nhậm chức, ba năm rưỡi sau lại trở về nhà. Về phần tại sao cố ý nhắc tới tào nội thị giám và đoạn nội cấp sự. Người tâm phúc trước mặt thiên tử đấy, bọn họ cho rằng nhà ta không quản mặt mũi bám víu vào hoạn quan sao. Biển như giận quá mà cười, tờ thư trong tay sắp bị vò lại, muốn cho đích tôn các lão làm anh em cột chèo với hoạn quan, thật là có dũng khí. Tuy tổ phụ ta từ quan rồi, nhưng đông đảo môn sinh vẫn còn ở đó, cho dù không có môn sinh cũng có cốt khí. Nàng đang tức giận quá hóa hồ đồ, quên chuyện người nhà của thiếp sao có thể tính là thân thích, anh em cột chèo là không thể nào, tiếu đường nghĩ tới nhưng cũng không đề cập đến, nàng ấy chú ý nhất cũng không phải là hôn sự của huynh trưởng chủ mẫu. Có lẽ, quả thật Hồ Gia có ái nữ ái mộ Thôi Văn Khang một lòng một dạ muốn gả cho hắn, nhưng một thương nhân có cửa hàng trải rộng khắp đại tề sẽ không mơ hồ vô duyên vô cớ bức bách Thôi Gia cưới thiếp. Vì sao đoạn nội cấp sự phải đi Tây Bắc? Vì sao Hồ Gia cho rằng chi thứ hai Thôi Gia sẽ cho bọn họ mặt mũi chứa chấp Hồ Nhị Nương? Viễn Như đang phát tiết sau khi thông suốt trong lòng cũng suy nghĩ rộng ra, xem kỹ thư lần nữa, vốn nội cấp sự có chức trách truyền đạt mệnh lệnh và thăm hỏi nếu họ đoàn này chỉ đi tuyên chỉ thăm hỏi quân đội vì sao hồ gia diễu võ dương oai mà đại ca lại muốn che giấu tin tức hơn nữa ở tây bắc gần đây cũng không nghe nói ai đánh thắng trận sẽ được triều đình khen ngợi nghĩ tới đây biển như duỗi thẳng cánh tay ra xa nâng bức thư sau đó thoáng nhìn chỉ tìm ra được mấy chữ có vết mực đậm sau khi loại trừ những chữ vô ý nghĩa đột nhiên cho ra kết luận tốt và dám có nghĩa là binh lính và giám sát nàng mới chợt hiểu ra, khó trách ca ca cố ý muốn nâng hồ gia, cố ý lưu loát viết một đống nói nhảm, huynh ấy đang sợ bức thư bị mất đi mà giấu câu nói mấu chốt nhất trong đống chuyện nhảm kia. Kim Thượng lại muốn phái một công công nội thị tâm phúc đến nơi đó làm giám quân. Đây chính là chuyện chưa bao giờ có của bổn triều, đề phòng hoạn quan loạn quốc, nội thị cao nhất của đại tề cũng chỉ có thể ở bên trong thị tỉnh làm được chức vụ tổng tam phẩm nội thị giám mà thôi, theo như luật không được tham dự triều chính, phái đến bên ngoài làm giám quân quả nhiên là chuyện chưa bao giờ có đang suy nghĩ chuyện này uyển như lại nghe được âm thanh hít hơi của tiếu đường đứng ở bên cạnh quay đầu nhìn lại thấy nàng ấy đang sợ hãi có lẽ cũng đã đoán được nguyên nhân của chuyện này tiếu đường bị uyển như nhìn lập tức điều chỉnh vẻ mặt ân cần nói chuyện như vậy sau đó sẽ phát triển thế nào đây truyền ra chuyện đuổi ra ngoài tổ phụ lên tiếng trương thị nhận nghĩa nữ không liên quan gì đến thôi gia nói vậy nhưng cho dù nàng ta có đi chỗ phụ thân cũng không vào được cửa. Bỏ mặt, đây cũng là thái độ của Thôi Gia. Nguyễn Như đang nói chuyện đồng thời quan sát cẩn thận tiếu đường, nàng và Bảo Châu đều mặc áo xanh tay bó, cũng mặc mũi mỹ lệ, bản lãnh nổi bật, trâm hoa trên đầu cũng gần như giống nhau như đúc, sự khác biệt rất lớn là vật trang trí ngang hông, một đeo túi thơm một trang bị đoạn đao. Khí chất cũng rất khác biệt, Bảo Châu dịu dàng xấu hổ, tiếu đường lại khôn khéo quả cảm, nàng giỏi văn giỏi võ thậm chí cầm kỳ thư họa cũng biết một hai có lẽ cũng chỉ có mạnh như tiếu gia mới dám để nữ tử này thành tỳ nữ bình thường mà sai bảo tỳ nữ bình thường đột nhiên nguyễn như hiếp mắt lại nhìn bảo châu nói đi dưới bếp lấy chút điểm tâm ta muốn ăn rượu nếp bánh trôi qua chuyện này nhất thời tiếu đường hiểu nữ quân đang có chút lời riêng muốn nói quả nhiên chờ sau khi bảo châu rời đi nguyễn như hơi trầm ngâm trực tiếp nói thư này là đi cùng lúc với thư nhà lúc đi tam lang quân chưa nói sẽ đi bao lâu ngươi có biết chàng có sắp xếp người nào giữ vững liên lạc với trong nhà không chuyện này tiếu đường sững sờ nín thở chần chờ một lúc không mở miệng được rồi chuyện này ta không hỏi nhiều tuyển như rẫy lá thư đổi phương thức hỏi kim thượng muốn phái người đi tây bắc tin tức này có thể thuận lợi truyền trở về không hô hấp của tiếu đường dừng lại rồi sau đó cung kính nói có thể xin nữ quân yên tâm vậy thì tốt rồi uyển như nghe vậy thoáng thở vào nhẹ nhõm tin tức quan trọng như vậy cũng không thể vẫn che giấu bỏ qua thời cơ nói không chừng sẽ làm chậm trễ đại sự nếu kim thượng đã kiên kỵ tiếu gia đến trình độ như vậy này phải thông báo công công làm xong chuẩn bị ứng đối mặc dù uyển như tin tưởng nhà chồng là bề tôi trong sạch không có ý tạo phản nhưng cũng không thể ngu ngốc ngồi chờ chết nàng vào cửa tiếu gia cũng đã được một khoảng thời gian mặc dù tiếu dương không nói rõ trong nhà có mật thám nằm vùng xung quanh lại mơ hồ để lộ ra chút đầu mối như thế xem ra, tiếu đường cũng là một người được bồi dưỡng đặc biệt trong đó. Lúc bắt đầu đã để nàng ấy đến bên cạnh mình ngoại trừ hộ vệ ra cũng có ý giám thị, phải không? Viễn như âm thầm thở dài, từ đầu chí cuối nàng thẳng thắn vô tư cũng không sợ tiếu đường sẽ nói xấu sau lưng, hôm nay vừa đúng lúc mượn tay nàng ấy dùng một chút, thuận tiện còn có thể càng hiểu sâu hơn để có chút lợi thế ngang hàng bàn bạc thảo luận với phu quân. Viễn như lật thư tiếp tục xem, ngoài miệng lại nhìn như tùy ý hỏi, theo ngươi thấy, từ chối hồ gia đây là chuyện xấu hay là chuyện tốt? Vậy, không thể không từ chối được chứ. Tiếu đường khẽ co rúng khóe miệng, nếu như thật sự đồng ý, vậy mặt mũi của thôi thị mới phải trực tiếp bị người đạp vào trong bùn. Đúng vậy, phải từ chối, nhưng cũng lo lắng trong nhà bị nội thị giám sát nhánh chân. tuyển như lo lắng trùng trùng nói nhỏ, tổ phụ từ quan, đại bá cũng không có thực quyền, công công lại bị kiên kỵ, cuộc sống bất bên này thật là gian nan. Tiếu đường châm trước sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ nữ quân đừng lo lắng, chuyện như vậy chưa chắc không thể xoay chuyển, hồ gia và đoạn nội cấp sự kia nói không chừng còn phải nội đấu một phen. Hả? Nói thế là sao? Viễn như khẽ mỉm cười không xem thư mà đè ở trên đầu gối, chăm chú nhìn tiếu đường. Lời nói khách sáo, đây mới là mấu chốt nàng muốn nói đến. Ban đầu chuyện của Thôi Lan Quân chưa quyết định thì Tam Lan Quân đã lén lút suy nghĩ tìm biện pháp, hung hăng đào ra nhược điểm của Hồ Gia bị nói hớ tiếu đường biết đã phạm sai lầm nên dứt khoát trực tiếp bắt đầu khoe công lao, dù sao, cũng không phải là cơ mật đặc biệt quan trọng, nhị nương hồ gia cũng không phải là con vợ cả, nhà hắn lấy thê làm thiếp lấy thiếp làm thê, người như vậy có thể nào với cao được thôi lan quân. Hả? Vậy đoạn nội cấp sự kia lấy cũng vì tiền tài. Viễn như đột nhiên ngồi thẳng người, cả kinh nói, bọn họ muốn nuốt gia sản hồ gia. Lấy thê làm thiếp xử ở tù 2 năm, nếu hạng quan này làm khó dễ gia chủ sẽ bị tù không nói chính xác cuối cùng hồ gia sẽ rơi vào trong tay ai cái gọi là giao dịch tiền quyền cũng phải là hai phe thế lực ngang nhau một bên không có quyền yếu thế rất dễ bị thâu tóm buồn cười hồ gia này còn hả hê không biết đã thành món ăn trong mâm của người khác có biết lúc trước chủ tử ở kinh thành mà bọn họ dựa vào là ai không tuyển như suy nghĩ sau đó cảm giác được chuyện này đã phát triển ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó kiếp trước cũng không nghe nói hồ gia có thứ nữ gả cho nội thị, chỉ có một đại nương gả cho người của thất hoàng tử. Nghe nói là nhà của tề chiêu nghi mẹ đẻ của thất hoàng tử. Tiếu đường trả lời như vậy, vừa đúng chứng minh cho tình hình kiếp trước. Tào nội thị dám là dưới trướng của thất hoàng tử hay sao? Hay là nói, thất hoàng tử muốn đi con đường tào nội thị dám vì vậy bọn họ tặng đại lễ thể hiện lòng trung thành với kim thượng. Tuyển như âm thầm nói nhỏ, câu mày nói, hoặc là, tào nội thị giám đã lén lút tìm ra đường, bọn họ muốn đoạt tiền từ trong tay thất hoàng tử. Mỗi khi hoàng quyền thay đổi, chính là thời khắc mấu chốt hoạn quan chìm nổi, quan viên có thể trung lập, bọn họ không thể. Tân hoàng lên ngôi có thể cho phép quan viên tiếp tục giữ chức vị cao, lại không dễ dàng tha thứ cho nội thị không trung thành gác đêm, châm trà cho mình. Ba loại này có thể đều có. Viễn như suy nghĩ một lúc cũng không đoán ra, chỉ có cảm giác đầu mình choáng váng phát đau, khẽ dây dây huyệt thái dương, phất tay nói sao bảo châu chưa trở lại nói cho nàng biết ta không muốn ăn rượu nếp nữa ta cần bác súc bổ khí huyết vâng tiếu đường nén cười bước nhanh ra khỏi nội thất nàng đi dưới bếp thông báo cho bảo châu cũng thuận tiện truyền ra tin tức quan trọng giám quân hồ gia đoạn nội thất sự tình trạng rối rắm không cần nàng tới nghiên cứu chỉ truyền lời sau đó giao cho tiếu hầu gia định đoạt mà rốt cuộc biểu như cũng thông suốt chuyện này nàng gấp gáp không có tác dụng gì nói không chừng tiếu gia đã sớm nhận được tin tức. Không bằng tiếp tục xem thư, xem rốt cuộc thôi uyển lan ra sao. Sau giữa trưa ánh mặt trời sáng trở xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào trên tờ giấy, những vết loang lỗ mang theo chút ấm áp, dần dần làm uyển như cảm thấy nóng, hoặc là nói, nàng đọc tình trạng thảm hại của thôi uyển lan trong thư ca ca miêu tả, không khỏi cảm thấy hả lòng hả dạ, muốn mỉm cười. Đừng trách nàng cay nghiệt lạnh lùng, kiếp trước khi tỷ tỷ gặp rủi ro thì không thấy người muội muội này đưa tay cứu viện, kiếp này bản thân gả cho tiểu tướng quân oai hùng nàng ta lại chẳng biết xấu hổ còn tới quyến rũ những chuyện này đã sớm mài mòn đi tình tỉ muội rồi hơn nữa nếu không có trương thị cố ý dẫn dắt thì uyển như lúc ấy cũng sẽ không đi đường tà đạo hôm nay cũng chỉ là mẫu thân nợ nữ nhi trả mà thôi báo ứng sớm muộn gì cũng tới dù là sau một kiếp một ngày kia trương thị bị đeo gồng áp giải vào kinh thôi uyển lan bị dọa sợ đến sắp điên mất thuở nhỏ nhìn mẫu thân ruột len lén trà đạp huynh tỷ khác Nàng ta có thể không biết phụ thân không thể nhờ vả được ư, chỉ có mẫu thân ruột mới thích đứa con của mình nhất. Cho nên, khi thôi thừa vọng giống trống cô chiên cưới gián thiếp thì nàng ta đã khóc, có cầu xin, có náo loạn, có chống lại nhưng phụ thân lại dùng lý do quan trên ban tặng không thể cự tuyệt, quyết giữ ý của mình, vẫn cưới nữ tử đàng hoàng xinh đẹp như hoa kia. Quan trên, cái gọi là quan trên không phải là nhà chồng của thôi uyển như sao? Nhất định là tiếu gia đứng ở bên nữ nhi do nguyên phối sinh ra, có lòng tốt gì chứ? Thôi Uyển Lan nghĩ như thế càng lo lắng hơn, sau khi gián tiếp kia quản nội viện, nàng ta nhớ lại các loại thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa được mẫu thân giảng dạy không khỏi sợ hãi khác thường, không chỉ hương liệu, áo lót chỉ mặc ngày trước, ngay cả một chút thức ăn đơn giản cũng kiểm tra tỉ mỉ. Ăn không ngon ngủ không được, tất nhiên chỉ ngắn ngủn một tháng đã ngày càng gầy gò, chờ sau khi Trương Thị ở Kinh Thành làm ầm ĩ một trận, rốt cuộc tổ mẫu phái người đến đón nàng ta vào Kinh quản sự đắc lực nhất bên viên lão phu nhân là vân nương nhìn bộ dạng thôi uyển lan tiều tụy không chịu nổi cũng có chút mềm lòng khéo léo từ chối tôi tớ do gián thiếp xinh đẹp của thôi thừa vọng đưa vội vàng dẫn nương tử rời đi bà ta lại không biết rằng trong đám người gián thiếp đưa có nữ phu tử được thôi thừa vọng cố ý tìm để quản lý thôi uyển lan còn có mấy vú già thô kệch giúp phu tử quản lý nương tử trời xuôi đất khiến trên đường từ tây bắc lên đường trở về kinh không có người quản lý nhất thời thôi uyển lan từ như chim sợ ná biến thành con chim nhỏ thoải mái cất cánh có thể nói là trời cao mặt chim bay biển rộng mặt cá bơi tùy ý tự do vô cùng ở dưới tình hình nơi này nàng ta làm quen với một tiểu nương tử đi cùng đường có lẽ bởi vì hai nhà cùng đi chung một đường nên thường ở cùng một khách trọ trên đường đi lúc rảnh rỗi cũng gặp phải nhau thậm chí khi thôi uyển lan thấy bầu trời xanh ngắt gió thổi nhẹ nhẹ đi cưỡi ngựa thì lại gặp phải tiểu nương tử và ca ca cùng dắt ngựa đi dạo đồng hành như thế một tháng hai bên lại biến thành thành người quen, trong lúc vô tình gặp mặt tiểu nương tử này lại chủ động lấy lòng, uyển Lan cũng đã thân thiết hơn. Tất nhiên Vân Nương rất không chào đón với tình huống như thế, bà ta lại không thể trực tiếp chỉ trích thôi uyển Lan không tuân quy củ, chỉ có thể nói bóng nói gió khuyên nhủ, nương tử đừng quá chủ quan, cần đề phòng gặp phải đồ lừa gạt. Tiểu nương tử kia mặt chính là váy nguyệt hoa, ngươi có biết váy nguyệt hoa cần bao nhiêu tiền một bộ không? thôi uyển lan trợn mắt nhìn vân nương một cái dùng một loại giọng nói hâm mộ thở dài nói cho dù là nhà quan có tiền trong kinh cũng không nhất định có thể mua được đồ lừa gạt mà mặc được váy này hơn nữa hơn nữa mặc dù tiểu nương tử vẫn mang khăn che mặt không thấy rõ mặt mũi nhưng dung mạo huynh trưởng của nàng khôi ngô tuấn tú lịch sự lúc hắn búi tóc thường cài trâm ngọc màu xanh óng ánh trong suốt bên hông phối ngọc bội trắng phong độ dịu dàng ôn hòa không lộ rõ này khi giơ tay nhấc chân làm cho người ta như tắm gió xuân Nam tử dung mạo bất phàm, ngọc thụ lâm phong như vậy, sao có thể là đồ lừa gạt? Thôi Uyển Lan thích mỹ nam tử lại thích hư vinh, liếc thấy trúng dung mạo của đối phương và cách ăn mặc, sau nhiều phen vô tình gặp được nàng ta đã sinh ra ảo tưởng ngàn dặm gặp được nhân duyên, tốt đẹp rồi. Cho tới khi nàng ta không cự tuyệt thư tiểu nương tử kia đưa tới, làm bạn qua thư từ, thậm chí còn đắc ý để vân nương xem chữ viết của đối phương, khen ngợi người này chữ viết đẹp, nói năng không tầm thường có thể thấy được gia giáo không tệ, vả lại mơ hồ lộ ra khí phách, quyết sẽ không phải là lưu manh. Đi tới nửa đường, tới một chỗ nào đó, tiểu cô nương tự xưng là Trần Tam nương tử lại viết thư mời Thôi Uyển Lan đến hậu viện của một miếu thờ nổi danh trên đường Thưởng Hoa Sen thì nàng ta khẽ ửng đỏ cả mặt hớn hở đồng ý, âm thầm mong đợi có lẽ huynh trưởng của đối phương cũng sẽ ở đó. Tiếp núi chính là, đối phương lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ không đứng chung với nữ quyến, đưa muội muội đến cổ miếu thì một mình tìm chủ trì đánh cờ chỉ cho Trần Tam Nương tử đi với Thôi Uyển Lan, hai người cười đùa thưởng hoa xong lại ở trong rừng dùng rượu từ cây mơ, thưởng thức rượu ngon nói về thơ họa. Trần Tam Nương tử chừng 14-15 tuổi ít hơn Thôi Uyển Lan, theo nàng ta thấy người này rất là đáng yêu, tính tình dịu dàng lại ít có chủ kiến, hình như là đóa hoa nhỏ được trong nhà nuông chiều, trong lời nói thường nghe nàng nói, ca ca nói. Ca ca cho rằng, ca ca dạy ta. Chỉ vài ba lời này, lại khiến uyển lan dần dần khắc nên hình tượng quý công tử học thức bất phàm ở trong lòng sau lần đó chưa tới hai ngày thôi uyển lan lại mời lại trần nương tử đạp thanh câu cá trong lúc huynh trưởng trần gia không cùng các nàng chơi đùa chỉ từ xa tìm một nơi vẽ tranh một bóng người dường như sáp nhập vào giữa núi sông nhìn hết sức động lòng người không bao lâu dưới sự khuyến khích của uyển lan tam nương tử bướng bỉnh chạy đi cướp bức tranh ca ca vẽ cho nàng ta thưởng thức thấy bức tranh sông núi thủy mặt trầm rộ này mong đợi trong lòng nàng ta càng tăng lên sớm quên lời hứa sẽ không thân thiết với đôi huynh muội này với vân nương thôi uyển lan muốn thăm dò đối phương rốt cuộc là người nào thân phận có tương xứng với bản thân hay không còn nữa hắn đã có thê thất trong nhà chưa cho nên không nhịn được tự giới thiệu nói ta là thuộc chi thứ hai của thôi thì ở kinh thành chuyến này là trở về nhà sau khi theo phụ thân nhậm chức các người thì sao chúng ta là trần thị thanh phong lần này là theo chân ca ca vào kinh kiểm tra sản nghiệp trong nhà Trần Tam Nương tự đắc ý nói xong lại đột nhiên trợn mắt bụng miệng, hít sâu sau đó vội níu tay Uyển Lan lại cầu xin, phụ thân không cho nói, tỷ tỷ đừng nói cho người khác nghe nhé. Trần Thị Thanh Phong Uyển Lan sững sờ, cái này hình như nàng ta đã nghe qua rồi lại không quá quen thuộc, sau khi đồng ý với Trần Tam Nương lại suy nghĩ một lát, giờ mới hiểu được thân phận của đối phương. Hết phần 9, mời các bạn đón nghe phần 10.